rồi khi về nhà mình tự động mình cũng chủ động hơn để mà mình giúp cho cái sức khỏe của mình nó tốt hơn, nó cải thiện tốt hơn. Đó là cái mục tiêu mà các thầy ở đây mong muốn. Thì bây giờ thầy nhắc lại cái nội dung trước, đó là trước tiên thì mình phải hiểu được các cái tầng, các cái tầng, bốn tầng nha, tầng tầng 1 nè, tầng 2 nè, tầng 3 nè, tầng 4 nè, bốn tầng nha. Cái tầng thấp nhất á, là điều trị đối chứng. Đối chứng, điều trị đối chứng là sao? Là tất cả những bệnh nhân ở đây đó, là khi mà mình được tới đây để các thầy hỗ trợ điều trị đó, thì bệnh nhân mình sẽ nằm ở cái tầng cuối cùng là tầng điều trị đối chứng. Tây y cũng vậy, khi mà mình mắc căn bệnh ung thư hoặc là những cái bệnh lý khác đó, mình sẽ tới bệnh viện để mình điều trị, đó là điều trị đối chứng. Đó, bệnh gì thì mình điều trị cái bệnh đó. Đó là tầng thấp nhất. Cái tầng kế tiếp là cái tầng ngừa bệnh cao hơn tầng điều trị đối chứng là ngừa bệnh. Ngừa bệnh là sao? Có nghĩa là mình chưa có bệnh, chưa có mắc căn bệnh, thì mình phòng ngừa những căn bệnh đó để tránh mình sẽ mắc bệnh, những cái bệnh lý đó. Ví dụ như bây giờ cái chế độ ăn của mình ăn uống làm sao cho mình đừng có bị gan nhiễm mỡ, hoặc là đừng bị tiểu đường, hoặc là bị cao huyết áp, gọi là ngừa bệnh. Có nghĩa là mình chưa có mắc bệnh nha. Cái tầng này là có nghĩa là mình chưa mắc bệnh, còn tầng này là nghĩa là mình đã mắc bệnh rồi nhưng mình đi điều trị. Cao hơn một chút, đó nghĩa là chủ động chăm sóc sức khỏe. Chủ động chăm sóc sức khỏe. Chủ động chăm sóc sức khỏe là sao? Cái tầng này là người bệnh, mình chỉ là chưa mắc bệnh thôi, chứ không phải là mình khỏe nha. Chưa hẳn là mình khỏe, mình chỉ mới có ngừa bệnh thôi, có nghĩa là chưa mắc bệnh thôi. Nhưng mà mình tầng thứ ba đó, tầng cao hơn chút á, là mình chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Mình phải khỏe thì mình mới không phải phải ngừa. Khi mà mình cơ thể mình khỏe đó, thì lúc đó cơ thể mình nó sẽ chống được tất cả những cái bệnh tật, mình không phải lo lắng là hôm nay mình, ngày hôm mai mình có mắc bệnh hay không. Đó là chủ động chăm sóc sức khỏe. Còn cái trên cùng là mình phải có kiến thức, tích lũy kiến thức. Để mà mình chủ động chăm sóc sức khỏe mình, để mình khỏe mạnh hoài hoài luôn đó, thì mình phải tích lũy được cho mình cái kiến thức nha. Kiến thức này thì nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều, và hiện tại thì mình rất là dễ tiếp cận với những kiến thức này. Ví dụ như mình thông qua những cái mạng xã hội, hoặc là thông qua những cái kiến thức bổ ích trên internet đó, mình gõ Google, mình kiểm tra, mình có thể thấy rất là nhiều. Tuy nhiên cái đó mình cần phải chắt lọc, tại vì thông tin trên mạng thì đủ hướng chiều hướng, cho nên mình cần phải chắt lọc kiến thức đó, tích lũy cho mình. Để chi? Để mình tự động mình chăm sóc cho mình được sức khỏe đó. Còn thấp hơn, lỡ như mà mình cơ thể của mình, mặc dù mình chưa bệnh, nhưng mà cơ thể của mình nó còn, cũng còn nằm trong cái mức nào đó mà mình cảm thấy mình chưa yên tâm, đó là mình mới chỉ phòng ngừa thôi. Còn khi mình bệnh rồi mình phải đi điều trị. Đó là 4 mức độ nha. Thì ở đây là tất cả bệnh nhân ở đây đó, là mình đang ở trong cái mức cuối cùng là mức điều trị. Mình phải hiểu nha. Khi mình hiểu rồi mình mới biết mình nâng lên cái mức nào. Thì khi mà mình ở đây, các thầy sẽ giúp cho mình là 3 tháng nè. 3 tháng để mình được hỗ trợ điều trị là mức cuối cùng. Khi mà mình có cái kết quả sau 3 tháng đó, có những bệnh nhân hoàn thành cái phác đồ hỗ trợ điều trị ở đây đạt kết quả cao đó, thì mình không thấy những cái bệnh lý không tiến triển thêm đó, thì lúc này mình phòng ngừa, mình phải phòng ngừa, đừng để cho nó di căn tái phát. Cố gắng làm sao mà mình ăn uống sao kỹ lưỡng một chút,
cái sinh hoạt, cái ngủ nghỉ, tất cả những cái đó là để mình đi lên được tầng thứ hai là phòng thừa này. Đó, còn đi lên cao hơn là mình phải khỏe mạnh. Khỏe mạnh này thì các thầy không có đặt mục tiêu đó cho những bệnh nhân, nhưng cái mục tiêu này sẽ thực hiện đó cho những người chăm sóc cho bệnh nhân và những ai chưa mắc bệnh thì mình sẽ đạt được ở ngưỡng này, tốt hơn là ngưỡng này. Khi mà mình chưa mắc bệnh á, thì mình làm sao mình ngừa được bệnh, mà để cao hơn ngừa được bệnh là mình phải khỏe mạnh. Thì khỏe mạnh là mình đã đứng ở đây rồi nè. Thì bây giờ thầy nghĩ là mình cũng nên dành một chút thời gian, ví dụ như ở nhà đó, đôi khi mình cái công việc mình cũng bận rộn, mình lo làm việc để lo cho gia đình này kia đó, nhưng mà mình cũng phải dành thời gian để mình tìm hiểu thêm những cái kiến thức về dinh dưỡng, về sức khỏe, đọc những cái trang mạng đó hoặc là sách báo gì đó đọc thêm để mình tích lũy cho mình kiến thức nha, để mình hiểu được mình cần phải ăn uống như thế nào, làm như thế nào, ngủ nghỉ rồi làm sao để mình tốt hơn đó, để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Thì mục tiêu của các thầy ở đây là muốn cho bệnh nhân khi về nhà, hôm nay là các thầy sẽ chữa, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân, ví dụ như thầy Tiến hoặc thầy Quý, giúp cho mỗi bệnh nhân những cái triệu chứng, ví dụ như ai có khó khăn gì, sức khỏe như thế nào, mỗi ngày các thầy theo dõi, các thầy sẽ chỉ định trực tiếp mình làm gì khi mình ở nhà trọ đó. Rồi sau cái thời gian mà mình ở đây 3 tháng ha, thì mình sẽ được cái sức khỏe tốt hơn, cải thiện tốt hơn. Thì khi mình về nhà, mình phải ngừa căn bệnh đó, đừng để cho nó tái phát. Đó là mục tiêu chính của các thầy ở đây. Cho nên thì trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị thì các thầy cũng dành thời gian để hướng dẫn cho mình, để mình biết được. Bây giờ cái điều kế tiếp nè, bây giờ vô đây đó, mình cái trọng tâm của mình là ăn cháo ha, ăn cháo nano theo phương pháp của cha. Nhưng bên cạnh đó mình sẽ có một cái chế độ ăn phụ, mình ăn phụ, mình ăn thêm rau xanh, trái cây, các loại nấm, đậu hạt gì đó, để làm chi? Để mình cân bằng dinh dưỡng. Mình ở đây là ăn theo cái chế độ theo tháp dinh dưỡng nè. Ở đây có cái tháp dinh dưỡng khuyến nghị dành cho mình, mình ăn theo cái tháp này. Thì lát nữa ai có chưa có chụp hình đó thì lại đây chụp hình để mình về nhà mình tham khảo cái chế độ ăn này. Mình ăn kèm với cháo trong suốt thời gian ở đây. Cái này là cái bản chung nha, nó còn tùy vào mỗi bệnh nhân nữa. Ví dụ như mình bệnh tiểu đường, mình bệnh cao huyết áp, cái bệnh lý của mình, ví dụ như những cái bệnh lý tiêu hóa kém hay gì đó, hoặc ung thư liên quan tới đường tiêu hóa nó làm cho mình ăn uống không được, thì các thầy sẽ hướng dẫn riêng cho mình cái chế độ ăn như thế nào, hoặc là tụ huyết áp gì đó. Đó là những cái mà các thầy có thể hỗ trợ được, nhưng mà mình phải nắm được cái cơ bản là cái tháp dinh dưỡng. Tại vì khi có tháp dinh dưỡng mình nắm được rồi đó, thì khi về nhà, khi bệnh nhân mình hoàn thành phác đồ xong, mình về nhà mình dựa trên cái cháo nano, có khi mình cần thì mình ăn liên tục, rồi có khi nào mình khỏe hơn chút mà các thầy nói lúc này ăn cơm được rồi thì mình ăn cơm được, nhưng bên cạnh đó mình ăn theo cái tháp dinh dưỡng để thời gian sau mình giữ được cái sức khỏe hoài hoài đó, mình khỏe hoài, mình ở cái mức ngừa bệnh, chứ mình được tính để cái bệnh nó tái phát, nó quay trở lại phải điều trị triệu chứng, nó rất là vất vả. Làm sao mình phải có một cái nền tảng cho mình để mình hiểu được, mình đi theo, chứ nếu không ở đây các thầy giúp cho mình điều trị triệu chứng xong rồi nè, cho mình hoàn thành bắt đầu điều trị rồi đó, mình thấy mình khỏe rồi mình về nhà, nhưng khi mình về nhà mình ăn uống tự do, cái sức khỏe mình á nó không đảm bảo được, cái đầu đôi khi cái bệnh nó tái phát trở lại, nó di căn, thì cái đó là cái mà mình phải cẩn thận. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ là mình chữa xong một lần rồi thôi về nhà là vĩnh viễn là cái bệnh ung thư nó sẽ, mình sẽ chiến thắng, mình không có bị mắc lại nha. Cho nên là cái thời gian lâu dài mình muốn mình khỏe thì mình phải có cái kiến thức, mình phải hiểu, mình phải biết mình làm cái gì, ăn như thế nào, uống như thế nào, hoặc là sinh hoạt cũng nghĩ làm sao để mình tốt. Bây giờ thầy muốn ngồi gần lại xíu xíu đi. Mình ngồi xích lên. Ngồi gần gần á, mình nghe rõ, với lại mình thấy cái sự
nó thân thuộc á, thân quen, nó không có bị xa cách, rồi với lại mình nhìn thấy cái bảng cũng thấy cũng rõ hơn. Nhưng để xa quá nhiều khi mình không thấy. Để thầy sẽ in một cái tấm bảng nó lớn hơn chút về tháp dinh dưỡng để mình dễ nhìn ha. Còn bây giờ tạm thời xài cái này nó hơi nhỏ, mọi người cũng thông cảm nha. Đôi khi thầy hướng dẫn nhiều khi không thấy á, mình không thấy rõ, mình không thể hiểu, nhưng mà thôi bây giờ cũng tạm thời nó cũng có là được rồi. Bây giờ nè, khi mà mình ở đây đó, cái phương pháp điều trị ở đây, cái trọng tâm của mình là cháo nano thảo dược, nano thảo dược đó. Bây giờ nè, mình ở đây là mình ăn cháo nè, đây là cái trọng tâm của phương pháp này, cho nên là cố định mình ăn cái này đó. Mình ăn cái này là mình không ăn được cái này là mình, các thầy không có làm gì được nha, bắt buộc mình phải ăn. Ngày thì ít nhất từ 2 cho đến 3 lít cháo. Còn nhiệt đối với những bệnh nhân nặng hơn á thì có thể sẽ ăn không ăn nổi tới mức đó, nhưng mà mình cố gắng mình ăn cái lượng cháo này nè. Rồi cái thứ hai nữa là mình ngưng ăn đạm động vật. Đạm động vật, mình ngưng ăn đạm động vật vì nó có tính axit và nó có glutamine, có casein, nó nuôi tế bào ung thư đó. Cho nên là khi mà mình ở cái tầng cuối cùng nè, mình phải cố gắng mình tránh cái này để cái quá trình hỗ trợ điều trị của mình nó đạt được cái kết quả tốt nhất ở đây ha. Cho nên mình phải nhớ hai cái trọng tâm, một là trọng tâm là mình phải ăn cháo nano và uống thảo dược, còn cái trọng tâm thứ hai là mình phải ngưng ăn đạm động vật ha. Mình không thể nào mình vừa ăn cháo và vừa y mình ăn đạm động vật thì cái kết quả của mình nó sẽ không tốt, không có thể nào mà chiến thắng được cái bệnh của mình. Tại vì khi mà mình ăn vậy mình nạp thêm axit cho cơ thể, mà môi trường axit nó sẽ làm cho bệnh ung thư nó phát triển nhanh hơn. Và nó còn có chất glutamine, cái chất glutamine với chất casein, nó là hai chất trực tiếp nuôi cái bệnh ung thư. Cho nên là mình không có ăn trong suốt cái thời gian mình ở đây, mà kể cả về nhà cũng vậy. Để về nhà mà mình khỏe đó thì mình cũng không được ăn luôn. Còn nếu như ăn luôn là nó tái lại, là lúc đó là mình phải điều trị tiếp đó, hoặc là cái bệnh của mình nó sẽ qua khỏi cái khả năng kiểm soát của mình. Cho nên mình cố gắng mình cố gắng giữ ha. Bên cạnh đó mình sẽ còn có cái tháp dinh dưỡng nè, đây nè, mình sẽ được áp dụng thêm cái tháp dinh dưỡng của mình. Bởi vì sao? Cái thời gian đầu á, khi mà cha với các thầy chữa bệnh hỗ trợ điều trị bệnh cho mình á, mình sẽ được ăn tập trung vào cháo nano, không có được sử dụng những cái tháp dinh dưỡng này. Thì cái tháng đầu tiên bệnh nhân cải thiện sức khỏe rất tốt, nhưng mà về lâu về dài đó, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư đó, mình cần phải áp dụng thêm cái tháp dinh dưỡng này mạnh hơn. Nhưng mà ở đây các thầy áp dụng cho mình ngay từ đầu luôn, yết gia cũng áp dụng cho các bệnh nhân, là bên cạnh cái vấn đề ăn cháo vẫn có kèm theo rau xanh trái cây. Cái này là phụ thôi nha, cái chính của mình là vẫn là cháo. Nhưng mà nếu mình không ăn phụ cái này đó thì cái sức khỏe của mình nó sẽ đi xuống. Tại vì mình cũng phải cân bằng cái dinh dưỡng nữa, chứ không thể nào mà mình bỏ đói cái cơ thể của mình trong thời gian quá lâu được với những cái chất dinh dưỡng. Ví dụ như mình không ăn rau xanh trái cây, cái rau xanh trái cây á, nó có những cái chất vitamin, nó có chất xơ mà cơ thể mình không thể thiếu những thứ đó. Nếu thiếu những thứ đó nó sẽ rối loạn tiêu hóa mà, hoặc là mình thiếu đạm cũng vậy. Khi mà mình nguồn đạm thực vật nè, mình không ăn đạm động vật mà cũng không ăn đạm thực vật luôn, là mình thiếu đạm đó. Cho nên là mình phải có được cái tháp dinh dưỡng này ăn bên cạnh đó. Cái tháp dinh dưỡng này nó cho mình biết cái gì? Ở dưới những cái tầng tháp phía dưới á, ở phía dưới nè, là mình phải ăn nhiều đó. Đây nè, cái tầng tháp số 1 nè đó, là rau xanh trái cây. Trái cây tầng tháp thứ nhất nha, ở dưới cùng nè, rau xanh trái cây. Thì lượng rau xanh trái cây nó phải nhiều,
phải là nhiều, là nhiều nhất. Trong cái tầng tháp này thì cái tầng dưới cùng là tầng quan trọng nhất, là rau xanh trái cây đó, là lượng rau xanh trái cây mình ăn gấp 3 lần cái lượng tinh bột nạp vào đó. Tinh bột nạp vào nha. Rau xanh trái cây này thì đa dạng lắm, nó có nhiều loại rau xanh trái cây mà hiện tại mình rất là dễ kiếm mua ở ngoài. Tuy nhiên cái tháp dinh dưỡng này là cái cơ bản cho mọi người nắm thôi, còn ăn cụ thể ăn như thế nào, cái món nào ăn được, cái rau nào ăn được, cái trái cây nào ăn được thì cái đó là do thầy Quý với thầy Tiến xem xét cho bệnh nhân của mình trong quá trình mà kiểm tra huyết áp rồi sức khỏe như thế nào thì chỉ định cho mình ăn cái loại nào phù hợp. Ví dụ như mình cao huyết áp mình sẽ tránh đi những cái loại nào nó làm huyết áp tăng lên, ví dụ như gừng hay gì đó nó làm huyết áp tăng thì mình trong lúc cao huyết áp mình không được uống, nhưng mà mình phải uống những loại mà nước chanh hay là những cái loại đồ chua để nó giảm huyết áp xuống. Còn khi huyết áp thấp thì phải uống thêm những cái loại nào cho cơ thể mình ấm lên, có tính dương, thì mình ví dụ như uống nước gừng hay gì đó để tăng cái huyết áp của mình lên, với những cái trái cây ngọt. Còn cái thiên tiêu đường thì mình không được ăn đồ ngọt, trừ tinh bột nhiều thì nó sẽ tăng cái lượng đường lên. Cho nên thì cái rau xanh trái cây hay tất cả những cái phần phụ này nè do các thầy hướng dẫn cho mình, thì mình cố gắng mình cứ hỏi, ví dụ như trong cái quá trình mà hỗ trợ điều trị đó, cái này ăn được không, cái kia ăn được không gì đó, để các thầy hướng dẫn cho mình, thì mình bắt đầu mình ghi ra những cái chế độ ăn của mình nó như thế nào đó, mình ngồi mình ghi ra đó. Thì rau xanh trái cây là cái tầng cuối cùng mà là tầng quan trọng nhất mình phải có, mà nhiều nha, mình phải ăn gấp 3 lần cái lượng tinh bột và những cái lượng đạm thực vật, hoặc là tầng những tầng trên đó, càng lên tầng trên thì càng ăn ít lại, những tầng dưới là phải ăn nhiều đó. Mà mỗi ngày mình xem coi mình thiếu cái loại tầng nào trong đó, nó chia làm những tầng, mà mỗi tầng mình ăn một chút, mỗi tầng ăn một chút. Cái tầng thứ hai nè là tinh bột. Tinh bột này thì ít thôi, không có nhiều nha. Cái tinh bột ví dụ như mình ăn trong cái loại bắp nè, khoai nè, rồi bí đỏ nè, đó, nó có những cái loại tinh bột, nhưng cái lượng tinh bột này rất ít. Và kể cả trong cháo như vậy, cháo nó có lượng tinh bột nhất định rồi, cho nên thì mình bổ sung thêm những cái tinh bột còn lại nó sẽ ít thôi, để mình giữ được cái năng lượng. Tại vì sao? Tại sao thầy phải chỉ như này? Cái mục tiêu mà ở đây của bệnh nhân là ở đây với các thầy có 3 tháng thôi, rồi thời gian đó các thầy chăm sóc mình, rồi sau khi mình hoàn thành xong mình có thể về thì tới nhóm bệnh nhân khác vô tới rồi. Cho nên là mình làm sao mình nắm được để mình về nhà mình tự mình ăn uống cho những cái ngày tháng sắp tới nhà đó, chứ các thầy đâu có theo mình hoài được. Mà cái bệnh ung thư mình nhớ nè, mình đừng nghĩ là mình chữa một lần dứt điểm nha. Ung thư là cái bệnh mãn tính mà mỗi ngày nó mỗi nặng dần. Mà khi mà mình hỗ trợ điều trị hoặc là đã điều trị tại Tây y rồi, ví dụ như vô hóa chất, vô xạ trị, hóa trị rồi mà anh thấy nó giữ nguyên như vậy đó, nó chưa có tái phát đó, thì mình cố gắng mình ngừa. Lúc đó mình đang ở chế độ giai đoạn ngừa thì mình phải ăn uống làm sao cho nó đừng tái phát lại đó. Thì bây giờ bệnh ung thư cũng vậy nè, khi mà mình tới đây mình hỗ trợ 3 tháng rồi, mình thấy mình có kết quả tốt rồi đó, hồ sơ đầu vào, hồ sơ đầu ra tốt hơn đó, thì mình nghĩ là mình về nhà mình khỏe. Nhưng mà mình đừng chủ quan nha, khi mình mắc bệnh ung thư rồi thì cố gắng cái chế độ ăn của mình phải tập trung vào đó, tập trung vào chế độ ăn của mình, để những cái ngày tháng mà mình ở nhà đó, rồi sức khỏe của mình làm sao mình giữ được, mình khống chế được, mình kiểm soát được. Giống như bệnh cao huyết áp cũng vậy, tiểu đường cũng vậy, mình mắc bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường thì mình phải theo dõi với mức huyết áp, cái đường huyết mình là bao nhiêu, hoặc cái chế độ ăn của mình, cái loại nào mình ăn được, cái loại nào không. Giống như tiểu đường, mình mắc bệnh tiểu đường rồi thì cái lượng tinh bột mình là từ đó tới sau là mình vĩnh viễn là mình không được tăng tinh bột đó. Cái lượng đường sao mình kiểm soát ở mức tốt, chứ mình nghĩ là mình thời điểm đó mình chữa khỏi, hoặc là mình nghĩ là thời điểm đó mình không có cái bệnh lý, nó không có phát triển nữa, là mình chủ quan, mình về nhà mình thèm thịt cáo quá, mình ăn vô chút, mình ăn chút rồi sao, nhưng không có vậy, ăn vô chút bắt đầu nó tái lại, nó phát triển cái bệnh ung thư. Thì bây giờ khi mà mình
đã nắm được cái cháo nano rồi, mình biết cái cách nấu cháo rồi, mình ăn cũng giống như ở đây thôi. Thì khi mình về nhà, mình phải nắm được thêm cả cái tháp dinh dưỡng nữa, để tự động mình thấy mình phải ăn cái gì trong đó à, rồi cái loại nào ăn được, cái loại nào không. Cái tầng thứ hai là tầng tinh bột nha. Tầng tinh bột này tùy vào mỗi bệnh nhân, có người ít có người nhiều, không phải người nào cũng như nhau. Nhưng mà khuyến nghị cái bệnh ung thư mình hạn chế những cái này nha. Bệnh ung thư mình đã ăn cháo nó nằm trong một tinh bột rồi, và bên cạnh đó mình lâu lâu á mình mới bổ sung thêm, ví dụ như trong cái bắp, hoặc là trong cái khoai, hoặc là trong cái bí đỏ nè, hoặc là khoai lang, khoai tây, khoai môn, khoai sọ gì đó, hoặc là trong cái loại mì cũ rồi đó, các thứ đó để chi, để cái mức huyết áp mình nó ổn định, nó không bị tụt xuống, nó không bị hạ lượng đường huyết xuống, nó giữ nguyên đó. Carbohydrate, tinh bột carbohydrate. Cái tầng thứ ba nè, tầng đạm thực vật. Khi mà mình không ăn đạm động vật nè, mình vô đây mình ăn cháo, mình uống thảo dược, mình ngưng ăn đạm động vật, thì mình phải có một cái loại đạm khác để mình thay thế, chứ không thể nào mà mình cắt bỏ hoàn toàn. Ở đây các thầy giúp cho mình 3 tháng là hỗ trợ điều trị ngắn hạn thôi, thì mình ngưng ăn đạm động vật và mình phải thay thế bằng đạm thực vật vào. Cái đạm thực vật này thì nó có trong nấm, đậu, hạt. Nấm thì các loại nấm mình ăn, cái loại nấm thì nó có nhưng mà ít thôi chứ nó không nhiều, nhưng mà mình phải có mình ăn. Mà có những người dị ứng thì mình lại không ăn. Ví dụ nấm có đâu phải người nào cũng ăn được hết, có người ăn được người không. Nhưng mà khi mình ăn nấm á thì mình sẽ ăn, mình ho hoặc là mình nấu trong cái canh súp gì đó mình ăn kèm với cháo à, tại vì do chế biến mà. Đậu, các loại đậu, ví dụ như đậu cô ve, đậu bún, đậu rồng, đậu đũa à, mình có thể mình xào lên một chút để mình ăn, hoặc là mình kho. Kho đen chi? Tại sao mình lại phải kho? Tại sao mình lại phải kho những cái loại đó? Là tại vì mình ăn cháo nè, uống thảo dược nè, là mình đưa nước vô cơ thể mình nhiều rồi. Cơ thể mình lúc đó nhiều nước rồi. Bình thường mình ăn cơm, mình ăn rau xanh, có khi mình ăn khô lắm. Nhưng mà khi mình ăn cái phương pháp này nè, mình nạp cháo vô nè, là nước nè, nước kiềm nè, thảo dược cũng nước kiềm nè à, rồi mình uống những cái loại khác nữa, uống thuốc nữa, thì mình phải có một món kho kèm theo. Hoặc là trong cái canh súp cũng vậy, mình nêm một chút để cho nó hơi mặn một chút, để chi nó không tụt điện giải. Nếu như mình ăn lỏng quá và nước nhiều mà mình không có muối, lượng muối đó, thì cái cơ thể của mình nó sẽ mất điện giải. Mất điện giải dẫn đến tình trạng là rối loạn tiêu hóa, nó trào ngược như vậy, mất ói, ói nôn hoài, hoặc là đi cầu tiêu chảy hay gì đó, đó. Thì nó mất nước, mất điện giải, cho nên là bắt buộc phải khi mà mình ăn cháo này nè phải có kèm món kho. Thì bên cạnh món kho đó, trong cái món kho đó mình bỏ đạm thực vật vào, ví dụ như nấm, kho nấm, đậu, các loại đậu đó, hạt. Còn cái vấn đề về hạt, ví dụ như hạt đậu phộng nè, đậu đen nè, đậu xanh nè, rồi đậu đỏ, đậu nành đó, nhiều nhiều loại lắm, nó là trong nhóm đạm đó, mình phải có nha. Nhưng mà cái lượng ăn nhiều hay ít tùy vào các thầy. Có khi cơ thể đó thiếu đạm, thầy thấy trong những trường hợp thiếu đạm nè, ví dụ như mình bị ung thư phổi đi, hoặc là ung thư cổ tử cung đi, mà bụng mình, hoặc là ung thư gan để bụng mình chướng lên, chướng đầy dịch á, bắt đầu nó có dịch ở bụng, hoặc là dịch phổi, hoặc là dịch dịch màng tim á, thì những cái đó để mà tránh đi nó tăng cái lượng dịch lên nhiều, thì mình phải đảm bảo cơ thể phải có đạm. Nếu như cơ thể mình thiếu đạm trong thời gian dài, cái lượng dịch trong cơ thể mình nó sẽ tăng tiết lên đó. Hoặc là những đồ chua, những cái loại đồ chua quá chua thì cái lượng dịch trong cơ thể nó sẽ tăng lên, cho nên là ai mà có dịch ổ bụng hoặc là dịch màng phổi rồi đó, dịch màng tim á, thì mình phải cân nhắc cái vấn đề đạm này nè, mình phải bổ sung vào.
để cho nó không bị thiếu, hoặc là những trường hợp bác sĩ chẩn đoán ra là thiếu protein năng lượng đó thì bắt buộc mình phải bổ sung cái này vào, không thể không bổ sung. Ví dụ như giờ cái công nghệ của cha là tại sao mà cha nghiên cứu cái này 20 năm nè, nghiên cứu cái này mà tại sao nó đơn giản vậy đó, cha không lên trên mạng cha hướng dẫn công thức đó rồi ai ăn được gì ăn, mắc gì mà đưa bệnh nhân về đây để mà giúp mỗi từng cá nhân một, vậy nó cực. Nếu nó đơn giản chỉ cần nói về vấn đề cháo và thảo dược không thì mọi người tự biết rồi, trên mạng biết hết rồi, đâu cần phải đưa về đây chị. Nhưng mà mỗi một cái cơ thể của mỗi người khác nhau và cái chế độ ăn cũng khác nhau đó. Cho nên là mỗi bệnh nhân về đây các thầy tùy vào cái sức khỏe bệnh nhân đó ăn cái gì thì ra một cái chế độ ăn đó, là phương pháp thực dưỡng đó, để trong quá trình hỗ trợ điều trị mình thiếu cái gì thì mình bổ sung cái đó, mà cái dư cái gì thì mình phải cắt giảm cái đó. Nhưng mà trên nguyên tắc quan trọng là cái này là trọng tâm, nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn phải bổ sung cái này đó. Tầng đầu tiên là rau xanh trái cây là ăn nhiều nha. Ở nhà thông thường mình ăn á là cái tinh bột nhiều hơn. Ví dụ như mình ăn cơm, ở người châu Á mình thì tập trung vào cơm, bánh mì thì ít, bột mì rồi đó các thứ đó ít, tinh bột thì tập trung vào cơm xong rồi một chén canh súp với một dĩa trái cây dùng để tráng miệng thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là cái tháp dinh dưỡng á của khuyến nghị cho bệnh nhân ung thư á thì cái rau xanh trái cây phải nhiều hơn cái lượng tinh bột mình nạp vào, cái lượng tinh bột mình cắt giảm xuống, vì mình đã đang bị dư tinh bột nhưng lại thiếu những cái loại rau xanh trái cây à. Từ từ thầy sẽ phân tích những cái công năng của những cái loại này đối với cơ thể của mình đó. Nhưng mà tạm thời thì mình phải hiểu từng cái bậc thang một để mình nắm rõ. Đó là ba tầng rồi ha. Tầng thứ tư nè, bây giờ những thực phẩm bổ sung. Thực phẩm bổ sung là gì? Thực phẩm bổ sung là những cái loại rau gia vị đó để mình nêm đó, hoặc là những cái mà mình sử dụng rất ít. Ví dụ như mình sử dụng cái tỏi nè, tiêu nè, rồi hành lá nè, rồi gì nữa, ngò gai, rồi đinh hương, hồi đó, những cái đó, hoặc là gừng, giềng đó, những cái đó là nó ít thôi nhưng mà nó có những cái tác dụng riêng của nó. Ví dụ như gừng nó làm tăng huyết áp, nó làm cho tình trạng kháng viêm, nó kháng viêm, kháng sưng đó, làm giảm sưng đó. Thì đó là những cái thực phẩm bổ sung mình phải kèm theo, hẹ, hành lá, hẹ rồi các thứ đó. Những cái đó ít thôi, nó không có nhiều. Tuy nhiên vì mình đây là cái chương trình thực dưỡng và hỗ trợ điều trị bệnh thì mình phải có những cái đó trong thời gian dài. Nó cũng là thuốc đó, hành, hẹ, rồi gừng, giềng, những cái đó mình không có làm được. Ví dụ như thay vì mình sử dụng các cái loại thuốc tây đó, mình uống nhiều cái loại thuốc tây vào trong cơ thể nó có những tác dụng phụ. Nhưng còn những cái loại thực phẩm mới thầy mới vừa nói đó, nó có cái tác dụng kháng viêm tự nhiên ha, thì nó giúp cho cái cơ thể của mình, hệ miễn dịch mình tăng lên. Nó là thuốc. Rồi cái mục thứ năm nè, bây giờ cái mục thứ năm là gì? Cái mục thứ năm là nó ít nhất là đường, muối. Đây là cái mục ít nhất, nhưng mà phải có nha, không có không được. Đường, muối, ví dụ như đường phèn, đường thốt nốt, đường đen, muối hột, muối hồng gì đó, thì mỗi ngày mình kiểm tra cái chế độ ăn của mình khi mình về nhà nha. Ở đây thì mình còn có thể hỏi các thầy, nhưng mà khi về nhà là mình phải coi mình thiếu cái gì là mình phải bổ sung cái đó để mình giữ sức khỏe lâu dài. Mà bên cạnh việc điều trị bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh, mình còn phải giữ cái dinh dưỡng cho mình cho nó không bị tuột. Ví dụ như cái cơ thể của mình trong thời gian đầu mình ăn cháo không à, mình uống thảo dược không á, mình không ăn cái này, cái cơ thể mình nó rất khỏe đúng. Tuy nhiên tháng thứ hai, tháng thứ ba bắt đầu cơ thể mình nó sử dụng hết những cái nguồn dinh dưỡng, cái năng lượng ở trong cơ thể rồi, thì lúc đó mình đang thiếu hụt thì mình phải bổ sung vào đó. Những cái này nè, không thể không có nha. Cái mục tiêu các thầy không phải là để giúp cho bệnh nhân
3 tháng ở đây hoặc 2 tháng ở đây rồi thôi, mình có kết quả tốt đẹp rồi, về nhà muốn làm gì làm là không có. Đôi khi các thầy chỉ dặn dò bệnh nhân đừng về nhà, đừng ăn đạm động vật. Bệnh nhân lương ăn là được rồi đó, đâu khó đâu. Ở đây làm được thì về nhà cũng vậy. Mình sợ bệnh mình ngưng ăn, nhưng mà ngưng ăn cái này thì mình phải có cái gì để mình thay thế vào đó. Mình phải có cái khác để mình thay thế vào, để mình lâu ngày mình giữ sức khỏe mình. Thì đó là cái tháp dinh dưỡng nè. Cái tháp dinh dưỡng để thành tham khảo thôi nha, nó không phải nó tuyệt đối, không có cái gì tuyệt đối hết, chỉ dùng để tham khảo thôi. Mỗi một người sẽ có chế độ ăn khác nhau, thì mình tự mình coi cái cơ thể của mình phù hợp cái nào, đang trong tình trạng thiếu cái gì, thì từ từ thầy phân tích những cái thiếu đó, rồi bắt đầu mình đặt những cái câu hỏi đó. Tôi dạy cụ thể, tôi dạy vậy vậy là cần phải ăn gì, nhưng mà cái trọng tâm, cái cơ bản là mình phải nắm trước đã. Có cái cơ bản rồi bắt đầu mình mới linh hoạt tùy mỗi trường hợp mà áp dụng khác nhau đó. Thì mình cũng, người nhà cũng nắm phần qua phần này để về nhà mình chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình đó. Coi mình coi thiếu cái gì nha, thiếu cái nào là bổ sung cái đó, và cái nào dư rồi mình phải bỏ bớt à. Cái tháp dinh dưỡng là mọi người phải nắm cái lượng rau xanh trái cây là lúc nào cũng phải nhiều hơn những cái tầng ở trên, tinh bột, đạm thực vật, thực phẩm bổ sung, cái cuối cùng ít nhất là phải muối, đường. Nhưng mà không có không được, không có cơ thể nó sẽ thiếu hụt những cái loại này à. Để làm chi? Để khi mà mình điều trị xong rồi, mình đứng lên cái bậc thứ hai là mình phải ngừa bệnh, ăn những cái này để mình phòng ngừa. Rồi khi phòng ngừa xong rồi, khi nào mình khỏe mạnh hơn thì lúc đó sức khỏe mình tốt rồi, mình chủ động mình bảo vệ sức khỏe luôn. Lúc đó mình khỏe mạnh rồi, mình không còn sợ phải mắc căn bệnh nào. Thì mình mắc căn bệnh nào thì mình phải chú ý tới những cái biểu hiện của cái bệnh đó, và cái loại thức ăn nào nó phù hợp với cái bệnh đó thì mình áp dụng mình ăn. Thì mình phải tích lũy cái được cái kiến thức cho mình. Lúc này mọi người hiểu chưa, có thắc mắc gì không? Ai có thắc mắc cứ hỏi đi. Tôi muốn hỏi thầy coi làm sao mà biết mình thiếu cái chất gì trong cái tháp dinh dưỡng này à, thầy đã mà biết đường mình xử lý trong cái cơ thể cho nó hài hòa, cho đúng cái mục đích yêu cầu. Cảm ơn bác. Câu hỏi của bác rất là hay. Mình biết được cái cơ bản là cái tháp dinh dưỡng rồi đó. Cái này giống như cái phao của mình á. Các thầy cha đã hướng dẫn cho các thầy thì các thầy áp dụng cái này để hướng dẫn cho bệnh nhân. Từ hồi cha còn sống hướng dẫn cho các thầy qua cái này rồi, thì bây giờ thầy hiểu cái này, các thầy hiểu, các thầy hướng dẫn lại, thì cái này là cơ bản là mình phải nắm ha. Nhưng mà mình dựa vào đâu để mình biết cái nào là mình thiếu ha, dựa vào đâu để mình biết mình thiếu. Khúc này là mình thầy bo được thôi ha, khúc này thầy bo nha. Ta nói là biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Mình phải biết cái sức khỏe mình như thế nào, cái tình trạng sức khỏe mình ra sao, mình có dị ứng với loại nào hay không, và biết được cái tình trạng hôm nay mình như thế nào để mình bổ sung được những cái này vào trong cơ thể. Trên nguyên tắc á, cái cơ thể của mình á, mình phải bổ sung tất cả những cái này đối với cơ thể bình thường nha, bổ sung những cái này vào trong cơ thể nè. Cái nào thiếu thì mình bổ sung cái đó. Ví dụ như hôm nay nè, coi trong cái chế độ ăn của mình á, tại vì ở đây đó, thôi cho thầy mượn cuốn sổ đi, đây nè. Ở đây á, tất cả các bệnh nhân, tại sao các thầy lại phát cho mình mỗi người một cuốn sổ này để về nhà ghi chép? Ghi chép này nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là khi các thầy nhìn vào, các thầy biết được cái nhật ký sức khỏe mình mỗi ngày ăn uống ra sao, tình trạng, cái triệu chứng của mình như thế nào để các thầy giúp đỡ. Còn cái mục đích thứ hai là để cho bệnh nhân tự xem xét cái chế độ ăn của mình mà điều chỉnh. Tại vì ở đây các thầy làm qua cho một lần rồi, bệnh nhân về nhà bắt đầu nắm. Ở đây các thầy có một cái cuốn sổ theo dõi sức khỏe. Một cuốn sổ này nó có 90 ngày. Trong 90 ngày đó là mình có cái mục ăn cháo nè. Cơ bản là tất cả bệnh nhân ở đây đều phải ăn cháo.
Rồi cái thứ hai là mục ăn phụ. Thì để cho ăn phụ rõ ràng nha, có nghĩa là mình vô đây cái mục ăn chính là cái trọng tâm, nó là cốt lõi là cháo. Và cái thứ hai là phụ phải có là những cái loại này nè. Đây, thầy để đây nè, thì mình phải ghi chép cho trong đó là mình ăn cái gì, ăn những cái loại nào, chỉ cần ghi tên thôi, còn số lượng thì mình sẽ điều chỉnh theo cái tháp dinh dưỡng này tùy vào mỗi bệnh nhân. Thì ví dụ như mình ăn trái cây đi, mình ăn lê, ăn táo, mình ăn rau này rau kia, thì mình ghi cái loại rau đó vô, mình ghi cái tên đó vô. Hoặc là ăn nấm, đậu hạt gì phụ thêm đó, mình ăn cái những cái loại đó mình phụ thêm mình ghi vô. Còn tầng tinh bột cũng vậy, tầng thực vật cũng vậy. Thì mình ghi, mà mình ghi như vậy đó, mình mới biết được, mình đem ra mình so sánh với cái bảng này nè, coi mình thiếu cái gì. Ví dụ như khi mình ghi trong một ăn phụ đó, mình ghi các loại rau xanh, trái cây, một ghi một tràng, liệt kê một hàng đó ra, rồi mình coi trong cái hàng đó là cái rau xanh nó có không, tinh bột có không. Tinh bột thì ít thôi nha, đừng nhiều, tại vì mình đã có cháo rồi, trong một cháo là có tinh bột rồi. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải bổ sung thêm những loại khác như là khoai hoặc đậu gì đó, nấm gì đó, xin lỗi, khoai hoặc là các loại như là khoai nè, bột mì nè, mì củ nè, hoặc là bắp hay gì đó, đại khái vậy. Còn cái đạm thực vật thôi mình có không, bữa nay mình có ăn cái nấm đậu hạt không. Nếu như mình đã dư rồi thì mình cắt giảm bỏ bớt, còn khi mà mình không có là mình phải bổ sung vô, tại vì trong thời gian dài mình vẫn phải có mà, có cái này mà. Mình nếu mà không có mình phải bù vô. Còn thực phẩm bổ sung thì có cũng được, không có cũng sao, tại vì cái này ít hay không có nhiều. Còn cái tầng đường nè, đường muối nè, là mình phải có đó. Thì mỗi một ngày như vậy các thầy sẽ dựa trên cái này để các thầy kiểm tra coi, khi vô á, khám phẩm bệnh á, thầy coi cái loại nào mình thiếu. Với cái bệnh của mình thiếu á, thì các thầy nhắc nhở, hôm nay là bác ơi, bác chưa ăn cái đạm thực vật nè, bác bổ sung đi. Tại vì cái bệnh của bác nó có những cái tình trạng là thấy có thể là bác sẽ thiếu đạm á, thiếu đạm đó, nên bác phải bổ sung vô. Thì để dựa vào đâu để mình biết mình thiếu những cái này ha. Rồi, thầy trả cuốn sổ. Bây giờ thầy nói cái tầm quan trọng của từng phần đi ha, tầm quan trọng của từng cái mục này đi. Bây giờ rau xanh trái cây trước ha, thầy nói cái tầm quan trọng trước đi, mình biết coi nó như thế nào, nó cần thiết cho cơ thể. Xong rồi mình mới dựa vào cái dựa vào là cái gì, dựa vào cái xét nghiệm máu đó, cái bản xét nghiệm máu là một nè, cái tình trạng bệnh lý mình là hai nè, và cái thứ ba là cái giai đoạn bệnh, xác định được những cái đó đó, và cái mức độ di căn. Ví dụ như không phải người nào cũng giống người nào, có người thì di căn chỗ này, có người di căn chỗ kia, thì mình sẽ coi cái mức độ bệnh của mình và với mức độ di căn bệnh lý của mình là di căn cái nào tốt, cái nào không tốt, thì lúc đó mình mới định ra cho mình cái này đó. Cái này không phải là mình định ra, mà các thầy phối hợp với mình định ra. Mỗi ngày mình vô khám các thầy đó, các thầy sẽ hướng dẫn, mình thiếu cái này, thiếu cái này, thiếu cái này. Tới khi mình về nhà là mình biết mình đang trong tình trạng đó, thì mình bắt đầu mình bổ sung cái đó vào. Rồi từ đó về sau mình dựa vào cái này để mình tự mình điều chỉnh. Ví dụ như mình biết cái tháp dinh dưỡng này rồi, nhưng bây giờ mình không biết mình ăn sao cho nó đúng cái tháp dinh dưỡng này, thì mình phải hỏi các thầy. Thầy ơi, bây giờ cái tháp dinh dưỡng này tôi biết rồi đó, tôi nắm rõ là phải cần có 5 mục rồi đó, nhưng bây giờ cái mục nào là tôi đang thiếu nè, thầy chỉ cho tôi. Thì các thầy dựa trên cái xét nghiệm máu, cái kết quả bệnh lý của mình và cái giai đoạn bệnh của mình và cái cơ thể của mình, cơ địa của mình, trong thời gian mà mình ăn uống đó, có ghi chép đó, có những cái loại mà mình dị ứng nha, chứ không phải không có. Có nghĩa là một người này cũng ăn cái loại món đó đó, nhưng cái người kia ăn nó không phù hợp, nó xảy ra cái hiện tượng dị ứng, ngứa hay gì đó, thì mình phải, những người đó không ăn được mình phải bỏ đi, nhưng người này thì lại cần. Thì bây giờ mình nắm trước cho thầy đi 5 cái này, cái nào mình thiếu là mình phải bổ sung khi mình về nhà nha. Trên cơ bản ví dụ như trải đều đó hết, mọi người đều như nhau, thì mình 5 cái này là mình phải có nè: rau xanh, trái cây, tinh bột, đạm thực vật, thực phẩm bổ sung và đường và muối. Bây giờ thầy nói trước tiên về cái rau xanh trái cây nha.
cái rau xanh trái cây. Cái rau xanh trái cây nó rất là quan trọng đối với cơ thể của mình, người khỏe cũng như là mình là bệnh nhân cũng phải cần tới cái này, không thể không có được. Vì sao? Rau xanh trái cây á, khi mà mình ăn vào nó sẽ cung cấp cho mình cái gì? Vitamin, chất xơ, chất khoáng, đó, các thứ đó. Đây là những cái thứ mà mình cơ thể mình phải cần, chứ không thể không có được. Cơ thể mình nó cần cái vitamin. Khi mà cơ thể mình đầy đủ vitamin thì các chức năng của cơ thể nó mới hoạt động ổn định được. Còn chất xơ nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa nha, bắt đầu từ thực quản, dạ dày, rồi trực tràng, đại tràng, ruột non và các thứ đó thì nó tốt. Tại sao? Mình nhớ là một điều nữa nè, cái này cũng là một cái trọng tâm mà ít khi nhắc đấy, đó là cái hệ vi sinh vật. Hệ vi sinh vật đường ruột. Cơ thể của mình có một cái hệ vi sinh vật đường ruột nha, bao gồm nè lợi khuẩn nè, hại khuẩn nè, và vi khuẩn trung tính. Cả ba thứ đó nó tạo ra một cái hệ vi sinh vật đường ruột ổn định. Khi mà mình khỏe mạnh bình thường, cái hệ vi sinh vật mình khỏe mạnh trong đường ruột đó, mình ăn cái gì mình cũng tiêu hóa tốt, khỏe. Nhưng mà đôi khi bắt đầu cái rối loạn hệ vi sinh vật nè, mình bắt đầu rối loạn tiêu hóa. Cái hệ vi sinh vật trong người mình khỏe thì cơ thể mình mới khỏe, mà cái hệ vi sinh vật trong người mình nó suy yếu rối loạn là cơ thể mình bắt đầu nó rối loạn liền, đặc biệt nó loạn ăn uống nữa. Thì làm sao cái hệ vi sinh vật này mình khỏe nè, thì cơ thể mình nó mới giữ được ổn định. Bệnh nhân khi mà mình ở đây mình khỏe rồi đó, mình có cái kết quả đầu vô đầu ra cải thiện tốt, thì về nhà mình nhớ nè, mình phải làm sao cái hệ vi sinh của đường ruột nó phải tốt. Hệ vi sinh đường ruột phải tốt là phải cung cấp cho cơ thể, cho cái hệ vi sinh vật đó cái chất xơ. Cái chất xơ này nè, mình nghĩ là mình ăn vào dễ đi cầu, dễ đi tiêu, nhưng mà không chỉ có tác dụng đó không đâu. Cái chất xơ này nó nuôi cái hệ vi sinh vật đó. Cái chất xơ á là cái nguồn dinh dưỡng nuôi cái hệ vi sinh này nè. Nếu mình không ăn chất xơ vào, cái hệ vi sinh này nó không có cái chất dinh dưỡng nuôi nó thì bắt đầu nó rối loạn. Cái chất xơ này nuôi được hệ vi sinh, mà hệ vi sinh khỏe nó sẽ tiết ra những cái chất hóa học ở trong cái dạ dày của mình, thì khi đó nó sẽ cung cấp cho mình những cái chất mà cơ thể mình không tự sản sinh được. Lợi khuẩn cũng quan trọng, hại khuẩn cũng quan trọng, vi khuẩn trung tính nó cũng quan trọng. Mình đừng nghĩ là cái hệ vi sinh này chỉ cần có lợi khuẩn không thôi là đủ, không có. Cả hại khuẩn nó cũng có quan trọng, tầm quan trọng của nó, tại nó giữ cái sự ổn định á, sự cân bằng của cái hệ vi sinh á. Vì nếu như không có nó mà cái lợi khuẩn nhiều quá, nó lấn áp vi khuẩn trung tính và hại khuẩn á, nó làm cho mình rối loạn liền. Cho nên là cả ba cái đó nó đều phải có. Cho nên là cái rau xanh trái cây rất là quan trọng nha. Mình ăn cháo, đôi khi có những trường hợp bệnh nhân liên quan tới vấn đề tiêu hóa đó, mình ăn được, ví dụ như bệnh ung thư gan hoặc là manh tràng, đại trực tràng gì đó, mà mình ăn nhiều chất xơ quá thì nó sẽ tắc cái đường ruột của mình, hoặc là mình không tiêu, bắt đầu nó khó chịu trong bụng. Thì cái lượng rau xanh trái cây, nếu như mình chất xơ đó mình ăn không được nhiều thì cắt giảm cái lượng chất xơ đó thấp nhẹ một chút, thấp nhẹ hơn một chút, rồi mình bổ sung bằng những cái loại chất xơ hòa tan khác. Ví dụ nè, bây giờ cái chất xơ này mình cung cấp từ rau xanh trái cây, mình ăn vào mà cơ thể mình không ăn được, ăn vô nó khó tiêu, ví dụ như ung thư gan, những trường hợp chướng bụng chướng lên đó, cô chú chướng bụng á, mà mình ăn rau xanh trái cây nhiều, bắt đầu nó no quá, nó căng bụng quá, thì mình ép rau xanh ra, trái cây ra thành nước để mình uống. Nhưng mà bên cạnh đó mình thiếu chất xơ nè, thì nó có một cái loại khác để mà mình bổ sung được cái chất xơ, đó là yến mạch. Cái bột yến mạch đó nha, cái chất xơ này nó còn trong bột yến mạch nè. Nhưng mà đặc biệt cái chất xơ trong bột yến mạch nó là có cái gì?
nó là chất xơ hòa tan, chỉ có một mình nó có thôi. Những cái loại khác, ví dụ như là cơm nè, như là gạo nè, lúa mì nè, thì cái lượng chất xơ hòa tan nó không có cao bằng cái bột yến mạch, và có khi không có luôn. Chỉ trong bột yến mạch nó có chất xơ hòa tan. Những cái loại này mình ăn rau xanh trái cây mà mình ăn vào mà nó khó tiêu hoặc gì đó, mình ép ra mình lấy nước uống, ép ra. Nhưng mà khi mình ép như vậy thì chất xơ này nó sẽ bị giữ lại trong cái phần xác hết rồi, cái phần nước nó đâu có nhiều. Vậy thì mình bổ sung các xơ bằng cách lấy cái bột yến mạch ăn thêm ít. Và một ăn phụ nha, chứ thầy không nói là cái một ăn chính, cho nên là cái này là phần phụ thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng để mình cung cấp được cái chất xơ nè. Cái bột yến mạch nó có chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan nó cung cấp cho cái hệ vi sinh đó, cái hệ vi sinh vật trong đường ruột khỏe thì cái cơ thể mình sẽ khỏe, nên bắt buộc mình phải có à. Bác sĩ dặn dò rất là nhiều về khi về nhà đó, bệnh nhân hoặc là những người khỏe mạnh á, cố gắng mình giữ sức khỏe, mình ăn nhiều rau xanh trái cây lên, nó rất là quan trọng nha. Cho nên trong cái tầng tháp dinh dưỡng thì rau xanh trái cây là cái đó là trọng tâm đó, trọng tâm của cơ thể mình đó. Và cái thứ hai nữa nè, rau xanh trái cây là kiềm, tính kiềm tự nhiên. Bây giờ nhớ, mọi người nhớ đây nè, thầy đã hướng dẫn cho mình đó, axit kiềm đó. Cái đạm động vật nó cung cấp cho mình cái axit và những cái loại hóa chất nicotine cồn gì đó, caffeine gì đó, nó cung cấp cho mình cái axit, thì mình phải có cái kiềm, cái tính kiềm á, để mình trung hòa được những cái đó. Cho nên là cái rau xanh trái cây này là cái tính kiềm tự nhiên, nó tốt tự nhiên. Thầy cũng thấy nhiều người á, là họ thay đi đầu này đầu kia, đi công chuyện rồi đó, họ xách theo một cái túi, cái bình nước á, bình nước kiềm á. Nhưng mà nếu như mà mình không có điều kiện đó thì làm sao, hoặc là nhà mình không có máy nước kiềm thì làm sao, mình uống nước tinh khiết cũng được, nước lọc cũng được, nhưng mà mình tăng rau xanh trái cây lên để bù lại, vì nó có tính kiềm tự nhiên. Cái máy nước sản xuất ra dòng nước kiềm đó là nước kiềm do cái máy làm ra, nước kiềm nhân tạo, còn cái này là nước kiềm tự nhiên nè. Cho nên là mình rất là dễ để mà mình đưa vào cơ thể cái chất kiềm đó, thì bằng cách là ăn nhiều rau xanh trái cây lên để nó tăng cái kiềm. Mà khi mình ăn nhiều rau xanh trái cây lên thì cơ thể của mình nó sẽ càng nhanh chuyển hóa từ axit sang kiềm, gọi là kiềm hóa. Kiềm hóa này không chỉ có người bệnh đâu, mà người khỏe mình cũng phải tích lũy nữa đó. Như hồi nãy thầy nói đó, mình phải ngừa bệnh, rồi cao hơn ngừa bệnh là sức khỏe mình phải có. Thì để tránh được mà mình phải điều trị đối chứng á, thì khi cơ thể mình á mà ăn uống á, sinh hoạt ngủ nghỉ gì đó, mình phải, cơ thể mình phải kiềm mới được. Mình phải đặt mục tiêu cơ thể mình phải kiềm. Thì kiềm đó bằng cách là rau xanh trái cây nè, nạp vô, ăn vô, đa dạng, càng đa dạng càng tốt. Mình ăn cái loại nào được mình cứ ăn, khi mình còn khỏe nha. Còn khi mình bệnh, có những loại rau xanh trái cây nó không phù hợp với mình. Ví dụ như bệnh cao huyết áp, mà mình những cái loại mà mình ăn vào nó làm tăng huyết áp thì không được. Hoặc là những cái loại mà cái huyết áp mình đang thấp, mà ví dụ như ăn đồ chua, trái cây chua đó, mà ăn vô là nó tụt rút luôn á. Cho nên là không phải là khi mà mình bệnh rồi thì lúc đó cái trái cây, lượng trái cây rau xanh là mình phải điều chỉnh lại. Nhưng khi mình còn khỏe là mình ăn rau xanh trái cây là đa dạng. Cho nên là về nhà đó, sau khi mà bệnh nhân mà hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị đây xong, về nhà thì cái lượng rau xanh trái cây mình phải ăn nhiều và ăn đa dạng. Tại vì mỗi một loại rau xanh trái cây nó có một, những cái nhóm chất khác nhau mà mình cần, cho nên mình phải ăn đa dạng. Thì cái tính kiềm tự nhiên nè, nó tăng lên. Thì khi tăng cái tính kiềm tự nhiên được thì cái bệnh, cái cơ thể của mình nó sẽ là từ axit sang kiềm. Mà cơ thể kiềm rồi thì nó khống chế bệnh tốt hơn. Cho nên là lưu ý cái phần đó. Đó là hai tính rồi ha, hai cái vấn đề mình nắm rồi đó. Còn vấn đề thứ ba của rau xanh trái cây nè,
chất chống oxy hóa. Cái rau xanh trái cây, cái công dụng thứ ba của nó là có chất chống oxy hóa. Cái cơ thể của mình, kể cả loài động vật, thực vật gì đó, nó tiếp xúc với oxy, oxy trong tự nhiên nè, thì nó diễn ra quá trình oxy hóa. Cái đó là lúc nào cũng phải có hết. Đó. Ví dụ nè, thầy thấy ví dụ nè, thầy lấy hai bên ha, kẻ hai bên cho dễ như coi. Oxy hóa và chất chống oxy hóa. Đây, một bên là oxy hóa nè, là một bên là chất chống oxy hóa nè. Trong quá trình tự nhiên, vì môi trường xung quanh này nó có cái oxy, cho nên là cái tất cả những cái sinh vật đều bị oxy hóa hết, kể cả đất đá rồi những cái vô cơ hữu cơ đều bị trải qua quá trình oxy hóa hết. Thì bây giờ cái sinh vật nó chống lại cái tình trạng bị oxy hóa bằng cách nào? Bằng cách tạo ra những cái chất chống oxy hóa để chống lại. Dễ dàng nhìn thấy nè, mình thấy thầy cũng hay lấy cái ví dụ này cũng dễ hiểu, mà thường bệnh nhân vào thầy hay giải thích á, cái trái táo á, khi mà mình gọt ra cái lớp vỏ ra, bắt đầu cái ruột ở trong nó bầm đen, đó là hiện tượng bị oxy hóa rồi đó. Đó, hoặc là cái thực phẩm mình ăn không hết, mình để vài tiếng đồng hồ không sao, qua một ngày cái bắt đầu nó bị thiêu là một hiện tượng bị oxy hóa đó. Thì vậy thì cái sinh vật á, tất cả sinh vật từ động thực vật, nấm rồi con người mình cũng vậy, thì nó đều có chất chống oxy hóa. Cơ thể mình chống oxy hóa qua da nè, lớp da mình nè, mình chống lại cái môi trường oxy hóa. Còn cái con vật, động vật và các loại rau xanh trái cây nó đều tập trung ở cái lớp vỏ ngoài á, nó bảo vệ cái ruột bên trong. Cho nên là rau xanh trái cây nè, nó có cái chất chống oxy hóa để cho cái phần thành phần bên trong nó diễn ra được cách tốt nhất, nó không bị oxy hóa. Thì cho nên mình ăn những loại rau xanh trái cây là mình đang nạp cái chất chống oxy hóa vào đó. Cái bệnh ung thư nó sẽ tạo ra gốc tự do. Bệnh ung thư nó tạo ra những cái sản phẩm của nó là gốc tự do, mà cái gốc tự do này là nó tàn phá cơ thể nè, nó tàn phá cơ thể nhanh hơn. Nếu như cơ thể mình mà bị oxy hóa nè nhiều hơn cái chất chống oxy hóa đó, thì mình sẽ lão hóa nhanh hơn. Ví dụ như mình nhìn một cái người nào đó mà mình thấy cái độ tuổi của họ, ví dụ như 40-50 tuổi đi, mà nhìn thấy cái người đó sao thấy già quá, thấy sao thấy nhăn nheo quá, mình thấy đâu tưởng đâu là 60 tuổi, 70 tuổi không à, thì đó là cái cơ thể bị oxy hóa rồi đó, nó bị lão hóa nhanh hơn. Nhưng ngược lại, cái chất chống oxy hóa trong cơ thể nè nó nhiều hơn cái chất oxy hóa đó, thì nhìn người đó sẽ trẻ hơn đó, trẻ hơn cái độ tuổi của họ. Đây đó. Cho nên là mình nhớ nha, mình nhớ lúc nào mình cơ thể mình á, mình cũng phải tích lũy cái chất chống oxy hóa cho cơ thể. Bên cạnh tích lũy cái tính kiềm cho cơ thể thì mình phải tích lũy cái chất chống oxy hóa. Thì đó là tại sao mà các thầy phải cho mình uống cái thảo dược đó. Các loại thảo dược là cái chất chống oxy hóa mạnh. Vai trò của chất chống của thảo dược đó, thảo mộc đó. Ở đây bên cạnh mình ăn cháo, mình uống các loại thảo dược. Thảo dược nó cái chung của tất cả những loại thảo dược, rau xanh, trái cây, nó là chất chống oxy hóa mạnh. Nó cung cấp cho mình cái này nè. Mà mình cung cấp cho mình cái này thì nó sẽ khống chế được cái này, nó trung hòa cái này. Cho nên là trong quá trình mình đang được hỗ trợ điều trị bệnh á, mình phải nạp cho mình cái này, mình tích lũy hai cái này đó, và bảo vệ cái hệ thống vi sinh vật, bắt buộc mình phải có rau xanh trái cây vô, đa dạng, càng đa dạng càng tốt. Nếu mà mình không có chất này nè thì nó sẽ cơ thể á, tế bào ung thư á, nó sẽ nhiều cái này, nó làm cho cái tình trạng của mình nặng nề hơn, oxy hóa. Vậy thì cái oxy hóa này nó có trong thực phẩm ở chỗ nào? Oxy hóa nè đó, bây giờ nó có trong những cái sau đây. Trong thực phẩm mình ăn vô mà những thực phẩm đó là bị oxy hóa rồi đó mà mình không hay. Cái thứ nhất, dầu ăn. Nhưng mà không phải nói vậy là mình bỏ nha,
tại vì cơ thể mình cũng cần một lượng ít. Tại sao? Đây nè, cái thực phẩm bổ sung nè, không thể nào không có được. Nhưng cái dầu ăn, nếu như mà dầu ăn nó làm từ gì, từ hạt mè, từ đậu nành, hoa hướng dương đó, là cái và ô liu là gì, nó tạo ra dầu ăn đó. Nhưng mà nếu nó còn y nguyên, ban đầu nó chưa có ép ra đó, thì nó là có chất chống oxy hóa nha. Đó, nhưng mà khi nó đã ép ra, nó tinh luyện rồi đó, thì nó trở thành dầu đã bị oxy hóa. Dầu oxy hóa mà mình phải về bác sĩ dặn mình ăn đồ chiên, ăn dầu mỡ ít thôi là vậy đó. Mình đang nạp cái chất oxy hóa nè, nhưng mà khi cơ thể mình thiếu năng lượng, bắt buộc mình phải nạp nó vô trong cái mục thứ tư thôi, là bổ sung thôi. Với vai trò của nó là bổ sung thôi, chứ nó không có phải là thực phẩm chính. Mà nhiều khi mình ăn cái gì cũng vậy, lại thuộc cho nó nhiều quá. Đồ chiên điều này, ngày nào không có nó là không được, là sức khỏe mình nó sẽ đi xuống. Cho nên là cái đầu tiên của cái thực phẩm mà nó có cái oxy hóa là dầu ăn, thì mình phải hạn chế nha. Tại vì mình ăn dầu ăn nhiều, nó sẽ tạo ra những cái chất chống chất oxy hóa trong cơ thể nhiều hơn. Nó tăng gánh nặng oxy hóa lên cơ thể, là làm cho cái bệnh lý của mình nó ngày càng đi xuống. Cho nên cái lượng này ăn cắt giảm lại, hoặc là mình chỉ làm một chút xíu thôi à, trong cái chế độ mà mình chế biến thực phẩm đó. Ví dụ như mình xào một chút, bỏ một chút thôi, chứ không được lạm dụng nó nha. Lạm dụng nó là mình sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe đó. Thầy dặn về thì khi về nhà cũng vậy, những đồ ăn dầu chiên rồi đó là mình phải cắt giảm liền. Cái thứ hai là nước ép đóng hộp. Mình thấy bên đây nè, rau xanh trái cây nè, mình ép nó ra là mình uống, mình thấy sức khỏe tốt. Mình cũng đi ra ngoài chợ ra này ra kia, rồi mình đi ngang chỗ nào đó mình thấy cái nước ép đóng hộp á, mình cũng nghĩ nó tốt giống như bên đây, nhưng mà nó khác nhau. Bên đây là rau xanh trái cây tự nhiên, nó còn cái lớp vỏ của nó chưa có được ép ra, cho nên là nó còn y nguyên, nó có chất chống oxy hóa giống như cây mía vậy đó. Để nguyên cây mía thôi, mình chặt từng khúc hút ra mình ăn thì mình thấy bình thường, hoặc là mình ép cái ly nước mía ra thì mình thấy là nó còn màu vàng. Nhưng mà nếu mình không bỏ nước đá vô thì nó bầm đen à. Cái bầm đen đó là bị oxy hóa đó, đường nó bị oxy hóa, nó dẫn đến hiện tượng nước mía bị bầm đen. Cho nên là tất cả các loại nước ép, khi mà nó ép vừa xong là nó bắt đầu quá trình oxy hóa. Vậy thì để cái công ty đó nó đem tới cho người tiêu dùng cái sản phẩm là nước ép đó, mà muốn để giữ nguyên như vậy nó phải bỏ chất bảo quản vào đó. Cho nên là mình vừa uống cái nước ép mà bị oxy hóa, bên cạnh đó mình nạp thêm một lượng chất bảo quản, những cái chất điều vị, chất này chất kia. Cho nên là mình càng nạp những cái loại thực phẩm đó vào là cơ thể của mình sẽ tăng cái này. Mà khi cái này nó nhiều nè, khi mà cái oxy hóa và gốc tự do nó nhiều hơn cái chất chống oxy hóa, ta gọi là căng thẳng oxy hóa. Mà căng thẳng oxy hóa là nó làm cho cái cơ thể của mình, cái bệnh lý của mình nó diễn ra nhanh hơn, nó không khống chế được. Cho nên vào đây các thầy sẽ cho bệnh nhân ăn rau xanh trái cây mà loại tự nhiên đó. Nhiều người hiểu cách đơn giản thôi, vô đây các thầy cho ăn chay, nhưng mà không phải nha. Vô đây các thầy không cho mình ăn chay, ăn những cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ví dụ những cái loại này là đồ chay nè, đó là đồ chay đó chứ gì nữa. Nhưng mà các thầy không cho ăn vì nó có những cái chất này oxy hóa nè. Mình phải hiểu nha, mình làm sao mình vô đây rồi mình phải biết được cái chất chống oxy hóa nó phải nhiều hơn chất này. Cái này là mình không nạp nữa nè, cái này nạp vô đó. Cho nên mỗi ngày, đối với những bệnh nhân nào còn ăn được tốt, cứ mạnh dạn ăn cho thầy rau xanh trái cây nè, đi về nhà đó, thì khi về nhà mình ăn như vậy đó thì mình sẽ giữ cái sức khỏe tốt. Bên cạnh cái việc vấn đề ăn cháo là trọng tâm, nó là cốt lõi. Nhưng bên cạnh mình nạp cái này vô đó, chất chống oxy hóa nè, rau xanh trái cây đó, mục tiêu của nó là vậy đó, có chất chống oxy hóa. Rồi cái tiếp theo nữa nè là các loại bột, sữa bột. Mình nhớ một điều nè, khi mà cái hạt, ví dụ như hạt đậu, sữa nguyên hạt đó, nó còn cái vỏ là gọi là nguyên hạt, thì nó chưa bị oxy hóa. Nhưng mà khi nó ép thành bột rồi, nó trở thành bột bị oxy hóa, nó có thể nó bầm đen. Nhưng mà ta bỏ chất bảo quản vào trong bên đó,
thì nó sẽ sử dụng. Nhưng mà mục đích của nó là dinh dưỡng nha. Ví dụ như khi mà cơ thể mình phải phân biệt nè, mình thiếu chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Mục tiêu của mình, nếu như mình bị thiếu chất dinh dưỡng thì mình sử dụng bột, các loại bột, ví dụ như sữa bột. Sữa bột đó. Cái sữa bột đó nó sẽ cung cấp cho mình cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Ví dụ như các loại sữa nước ngoài như Herbalife hay là Nutrilite gì đó, ví dụ vậy, hoặc là những cái sữa ngũ cốc, sữa nguyên hạt gì đó, nó nói gọi vậy. Thì cái đó là bổ sung chất dinh dưỡng, nhưng nó không bổ sung cái chất chống oxy hóa. Nhớ ha, mình phải biết mình cần cái gì. Ví dụ như mình cần bổ sung chất dinh dưỡng thì mình sử dụng sữa bột. Có những trường hợp bệnh nhân bị suy yếu sức khỏe đó, đi xuống đó, thì các thầy áp dụng thêm cho mình cái loại cái này nè, sữa nguyên hạt á, sữa bột, sữa chai á, thường chai đó, đến chi hỗ trợ thêm cho mình để nâng cái tổng trạng mình lên một chút. Nhưng mà bản thân cái sữa đó nó thiếu một thứ, là nó thiếu chất chống oxy hóa nè. Tất cả các loại sữa bột đều thiếu cái này, vì nó đã ép ra thành bột rồi, nó đâu còn nguyên hạt đâu. Nhưng để cung cấp được cái chất chống oxy hóa thì nên sử dụng cái nguyên hạt. Ví dụ như mua hạt đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ gì đó, nó còn cái lớp vỏ, mình đem về mình nấu thì nó vừa có chất dinh dưỡng nè, mà vừa có chất chống oxy hóa nè, nó có cả hai thứ luôn đó. Thì thầy giải thích luôn cả phần này luôn rồi đó. Mình phải có cái nguồn đạm, bởi vì nếu như mình không có nguồn đạm thì cơ thể mình nó sẽ thiếu đi cái nguồn đạm. Mà thiếu đi nguồn đạm thì nó sẽ tụt cái chỉ số khối cơ của mình xuống, nó làm mình xuống ký. Và cái thứ hai, nó làm mình mất đi cái năng lượng, protein năng lượng. Và cái tiếp theo nữa là nó làm tăng tiết dịch, nếu như cơ thể mình không có cân bằng được cái nguồn đạm. Rồi bây giờ thầy cho qua cái phần này ha. Cái khúc này là hiểu rồi ha. Có ba cái trọng tâm mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là nó cung cấp cho mình cái vitamin, chất xơ gì đó, đó là chất dinh dưỡng rồi. Còn cái thứ hai là nó nuôi cái hệ vi sinh nè. Không thể thiếu cái này, bởi vì cơ thể mình còn nuôi cái hệ vi sinh trong đường ruột nữa. Cái hệ vi sinh mình yếu là sức khỏe mình đi xuống, mà cái hệ vi sinh mình khỏe mạnh là cái cơ thể mình nó sẽ tiến triển tốt hơn. Bởi vậy cho nên là các thầy cho ăn rau xanh là vậy đó. Hãy mà mình cái hệ vi sinh này mình cũng phải nuôi nó nữa. Mình với cái hệ thống vi sinh vật trong đường ruột là cộng sinh đó. Mình sống nhờ nó sống được nhờ mình, nó sống trong dạ dày của mình, sống trong đường ruột của mình. Thì nó sẽ cung cấp lại cho mình những chất dinh dưỡng để cơ thể mình khỏe hơn, mình tốt hơn. Chứ không có nó là cái cơ thể của mình nó sẽ đi xuống đó. Tính kiềm tự nhiên là ví dụ như bây giờ mình không có điều kiện đi. Bây giờ thời điểm bây giờ thì có rất nhiều gia đình đã mua được cái máy nước kiềm. Mình có thể mình sắm máy nước kiềm để mình sản xuất nước kiềm tự nhiên để mình uống tại nhà. Nhưng bây giờ mình không có cái đó đi. Bây giờ hỏi về nhà hỏi thầy, bây giờ tôi uống nước khoáng được không? Vẫn được. Với điều kiện mình ăn rau xanh trái cây nhiều lên. Đi ra chợ đó, mình mua rau xanh trái cây về, mình nấu. Ví dụ như mình nấu một nồi nước mát đi, mía lau, rễ chanh, lá dứa gì đó, atiso gì đó. Hoặc là liên quan tới các loại thảo dược, chung của nó là có tính kiềm. Nó đều có tính kiềm. Cho nên mình sẽ uống thay cho nước cũng được nữa. Để gì? Để tăng cái lượng kiềm mình lên. Đó là mục tiêu chung của mình, là mình cần cái tính kiềm. Thì trong cái rau xanh trái cây nó có cái đó, nó đáp ứng cái đó. Thì mình không có điều kiện mình lắp máy nước kiềm thì đi kiếm rau xanh trái cây ăn giùm thầy. Rồi chất chống oxy hóa nữa. Khi mà cơ thể mình đã tích lũy đủ cái lượng chất chống oxy hóa đó thì cái tế bào ung thư nó sẽ không có, nó không có tàn phá cơ thể mình nhiều. Nó sẽ được khống chế tốt. Cho nên mỗi ngày mình phải cố gắng tích lũy thêm cái này. Còn về phần tinh bột á, thì nó cung cấp các carbohydrate á, thì nó sơ qua cái đó thôi. Tại cái đó mình đã ăn cháo rồi, cho nên đã cung cấp cái phần đó rồi. Mình ít có phải suy nghĩ nhiều về cái phần tinh bột. Ví dụ như những trường hợp bị mắc bệnh tiểu đường đi. Mình bị mắc bệnh tiểu đường
thì cái lượng tinh bột mà bệnh nhân có ăn là phải giảm hết mức mình đã ăn cháo. Tại vì thế này nè, từ cơm nè, cơm mình chuyển về cháo, mà đặc biệt là cháo nano của Cha Tường đó. Cái từ nano là từ siêu nhỏ, nhưng mà đây là cái tên gọi mà Cha Tường đặt cho các phương pháp của cha và các công trình nghiên cứu của cha, nên thầy sử dụng cái tên đó. Cái cơm nè, mình ăn cơm nè, mình đã chuyển về thành ăn cháo rồi, thì cái lượng tinh bột mình đã cắt giảm rồi. Trong cái bệnh ung thư á, mình cũng cần phải cắt giảm lượng tinh bột xuống để làm chi. Đó là một cái phương pháp gọi là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư đó. Cho nên là khi mà mình ở đây nè, mình không ăn cơm mà mình ăn cháo, cháo nano đó, thì cái lượng tinh bột nó cắt giảm xuống, thì cái lượng đường nó nằm ở cái mức thấp, thấp vừa đủ nha, thấp nằm trong ngưỡng cho phép đó, thì nó sẽ giải quyết luôn cả bệnh tiểu đường nữa. Bệnh tiểu đường nó cần thêm cái gì nữa? Thiệt canh. Bên cạnh cái thảo dược đó là thiệt canh, thì bên cạnh đó mình ăn cháo nè thay cho cơm, thì một thời gian sau thì cái lượng đường huyết của bệnh nhân ổn định. Bằng chứng là những bệnh nhân mình thấy rồi đó, mình mắc bệnh ung thư nhưng mà trong cái thời điểm mình ở đây là hỗ trợ điều trị, thì cái lượng đường huyết mình của những bệnh nhân mà vừa ung thư vừa tiểu đường nó tụt xuống à. Cho nên nó hiệu quả luôn cả cái trường hợp mà mình đang mắc bệnh ung thư mà mình mắc luôn cả bệnh tiểu đường, thì khi đó các thầy cho mình ăn cái này là phù hợp nè. Vậy thì sẵn đây nói luôn cái lượng tinh bột nè, mình về nhà thời điểm nào mình được phép ăn cơm ha. Thầy cũng giải thích cho những bệnh nhân mà khi mà mình hoàn thành phác đồ đây đi, tại tới khi ra viện rồi hoặc thành phác đồ rồi thì đó thầy đâu có thời gian đâu có thầy nói. Rồi về nhà nhiều khi mình điện thoại hỏi thăm thì thầy chỉ nói thời điểm đó thôi, nhưng mà mình không nắm được bây giờ thời điểm nào là mình ăn được cơm nè. Thời điểm nào mình ăn được cơm? Bây giờ mình ở đây đó, mình được hỗ trợ điều trị đó, thì mình không có làm gì hết. Ví dụ như mình không có phải đi tới đi luôn quá nhiều hoặc là làm này làm kia, nhưng khi mình ở nhà là mình bắt đầu bệnh, nhưng mà mình lo những cái công việc khác. Ví dụ như có khi mình ngồi mình phụ mình buôn bán, hoặc là mình đi tới đi luôn hoặc quét dọn trong nhà này kia nọ, rồi nhiều khi cũng mất nhiều năng lượng hơn, hoặc là xách chiếc xe chạy tới chạy luôn. Ở khi ung thư đâu phải mình tay chân mình đâu cũng vẫn bình thường, mà vẫn đi tới đi lui làm việc bình thường mà. Nhưng vậy thì cái lượng năng lượng mình tiêu hao nhiều hơn, tiêu hao năng lượng, cái mức tiêu hao năng lượng khi mà mình ở đây nó thấp. Mình ở đây là mình ở nhà trọ đó, mình đâu làm gì đâu, người nhà có thể làm hết cho mình thôi. Mình chỉ ngồi đó mình hít thở, mình tập dưỡng sinh, hoặc là mình ngồi mình đọc sách hay là gì đó thôi, hoặc là mình trò chuyện qua lại với nhau giữa bệnh nhân này với bệnh nhân kia thôi, thì cái mức tiêu hao năng lượng đó. Nhưng khi mình về nhà rồi, cái mức tiêu hao năng lượng nó cao hơn một chút, thì lúc đó đó cái lượng cơm nè, cái lượng tinh bột nè, có thể mình sẽ tăng nhẹ lên một chút. Ví dụ như cái thời gian mà mình về nhà thì mình tháng đầu tiên mình vẫn tiếp tục ăn cháo cho thầy, để cơ thể nó ổn định, rồi mình tập từ từ mình quen, mỗi một lần vậy mình ăn thêm chút cơm. Qua tháng đó rồi mình ăn thêm chút cơm để mình tập cho cái dạ dày mình nó quen ấy. Chứ không phải là mình về nhà cái mình bới tô cơm mình ăn liền, cái là cơ thể nó chưa quen, chưa thích nghi, thì mình ăn một chút cơm thôi. Nhưng tháng sau nữa thì cái buổi trưa đó, thường thì mình tiêu hao năng lượng nhiều vào buổi trưa, thì cái buổi sáng mình ăn nhẹ cháo, tối ăn nhẹ bằng cháo, nhưng buổi trưa là mình ăn cơm để cho cái cơ thể mình nó có năng lượng. Thì đó cái trường hợp mình về nhà rồi nha. Còn trường hợp ở đây là không được ăn nha, chứ không phải là nghe vậy cái trưa nay về nhà mới chén cơm ăn. Ngày mai vô mắng dấu thầy anh thầy. Về luôn. Tại sao ở đây mình không được ăn cơm? Bún hủ tiếu thì có nói rồi đó. Bởi vì trong cái cơm á, trong cái hạt gạo á, nó có cái chất trypsin đó. Gạo mà trong hạt gạo nó có cái chất trypsin nè. Cái chất này nè. Cái chất này là chất gọi là ức chế nảy mầm. Tên gọi của nó là trypsin, nhưng mà cái công dụng của nó trong cái hạt gạo nó là chất gây ức chế nảy mầm. Khi ăn vào trong cơ thể phải tạo ra cái enzyme để tiêu hóa. Cơ thể nó phải tạo ra cái enzyme để tiêu hóa chất này. Cơ thể tạo ra rất nhiều loại enzyme khác nhau. Ví dụ như mình ăn rau xanh cũng tạo ra enzyme,
tinh bột cũng vậy, đạm thực vật cũng vậy, nó sẽ tạo ra cái enzyme tương ứng để tiêu hóa cái loại này. Ví dụ vậy, còn những loại khác nữa. Nhưng khi mà mình ăn gạo vào ăn cơm nè, nó sẽ có cái chất này và cơ thể phải tạo ra để nó tiêu hóa đó. Bún hủ tiếu bánh canh gì, kể cả cháo bình thường như thầy nói rồi đó, ở trong đó nó vẫn còn. Nhưng mà khi mình nấu cháo nano bằng nồi áp suất nè, nấu bằng nồi áp suất ở nhiệt độ cao, độ cao, áp suất cao, nhiệt độ cao và áp suất cao, thì cái chất này nó mới diệt đi nè. Thì cái enzyme này nó mới không có tạo ra, nó tập trung về hệ miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch để chống bệnh. Cơ thể lúc này nó tạo ra hệ miễn dịch để chống bệnh, nó chống qua hai hệ thống nha. Cái hệ thống thứ nhất là bạch cầu, hệ thống bạch cầu WBC. Cái hệ thống thứ hai là NK. NK là natural killer, có nghĩa là chống bệnh tự nhiên. Cơ thể mình nó có chống bệnh tới hai hệ thống, là một hệ thống là cái bạch cầu, còn hệ thống này nó nằm ngoài hệ thống bạch cầu là natural killer đó. Nó có nghĩa là nó giống như những cái anh hùng đường phố vậy đó. Cái này là quân đội nè, quân đội của mình là chống bệnh theo hệ thống, nhưng mà bên cạnh đó có những anh hùng đường phố, có nghĩa là trong cơ thể mình nó còn một cái hệ thống thứ hai nữa. Cái hệ thống này nó chống bệnh tự nhiên, nó khó khắp cơ thể luôn. Cái cơ thể này mà bị suy yếu nè, cái người nào á mắc cái chứng bệnh, khi mà những trẻ em á mắc cái chứng bệnh về bệnh lý bạch cầu nè, bệnh lý về cái hệ thống miễn dịch nè, hệ thống bạch cầu nè, thì sẽ phát triển mạnh hơn ở hệ thống thứ hai. Giống như đây là cái gọi là cái quy luật tự nhiên á, nó có sự bù trừ. Nếu như cơ thể người đó nó suy yếu cái hệ thống thứ nhất, thì cơ thể đó sẽ được bù đắp lại bằng cái hệ thống thứ hai. Cho nên đó là cái hai cái hệ thống chống bệnh nè, bạch cầu và cái chống bệnh tự nhiên đó. Cho nên là không chỉ cái này đâu, cái này mình kiểm tra dòng máu là thấy, như cái này á nó có khắp nơi trong cơ thể đó. Cho nên là cái hệ thống này là thường thì cái hóa chất á nó sẽ đi vào, nó sẽ làm tiêu diệt cái hóa chất, cái hệ thống này, cái hệ thống thứ hai của mình. Cho nên là cơ thể tự nhiên lúc nào nó cũng tốt hơn đó, hai cái ha. Thì khi đó cơ thể mình tập trung vào hệ miễn dịch nè. Khi mình ăn cháo á, ở đây các thầy cho bệnh nhân ăn cháo đó, cái mục tiêu để loại bỏ cái này ra khỏi cái hạt gạo đó, để mình tập trung lúc này vào hệ miễn dịch chứ không có tập trung vào hệ tiêu hóa. Đó là lý do tại sao mà những bệnh nhân bị vấn đề về bệnh lý về đường tiêu hóa mà vẫn ăn uống bình thường, ví dụ như suy nhược, suy kiệt đi, ăn cơm nó không tiêu, không có mình kiếm cháo mình ăn. Nhưng mà cái tốt nhất là nên ăn cháo nano, tại vì chất này mất rồi đó, thì tiêu hóa tốt hơn. Bởi vì lý do sao mà mình mau tiêu đó, ăn mình thấy mình khỏe hơn. Đó là cái lượng tinh bột nha. Bên cạnh cái cháo đó, cháo với cái lượng tinh bột nạp vào đó, thì mình lâu lâu mình bổ sung, lâu lâu thôi nha, chứ thầy này không có khuyến khích mình là tăng cái lượng tinh bột này đâu. Tại vì rất là dễ bị vượt ngưỡng tinh bột, tinh bột rất là dễ vượt ngưỡng. Chỉ cần mình ăn, mình lại thuộc quá nhiều vào nó, tăng lượng tinh bột lên là tăng lượng đường lên, tăng lượng đường lên là nó sẽ dẫn đến ví dụ như những bệnh tiểu đường là nó vượt ngưỡng. Cho nên là cái lượng tinh bột này phải được kiểm soát. Do ở đây thì có các thầy, nhưng mà mình cố gắng là thí dụ như ở đây mình cứ hỏi đi, coi cái tôi ăn được như vậy không. Nhưng mà khi các thầy góp ý cho mình xong rồi mình về nhà, rồi khi mà mình về quê đó, rồi mình cũng cố gắng mình cắt giảm lượng tinh bột ở cái mức thấp thôi, lâu lâu ví dụ như, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn nha. Không thể loại bỏ hoàn toàn tinh bột phải khỏi chế độ ăn được, vì nó là cái trong cái tháp này nè, trong tầng tháp này nó cũng quan trọng như vậy đó. Thì giống như khoai nè, các loại khoai nè, khoai môn, khoai lang, khoai sọ, khoai mỡ gì đó, các loại khoai, các loại mì, mì cũ á, mì sượng rồi đó, bắp. Nhưng mà có một điều nè, nhớ lưu ý nè, khi mà mình nạp tinh bột vào á, thì có những cái mình phải hạn chế tối đa, ví dụ như nếp. Nếp á, là cái loại đó, ví dụ như gạo nếp, thì cái lượng trisin của nó nè, nó sẽ cao hơn rất nhiều so với các loại gạo lào tẻ. Đó là tại sao khi mà mình ăn vào, bắt đầu
những cái vết thương mình có đi, ăn vào mình bắt đầu lòi thịt đó. Thì cái lượng nếp, trong nếp đó, nó cái chất casein này nó cao lắm, nó cao hơn hẳn những cái loại gạo tẻ mà mình nấu cơm, mình nấu các loại khác, cho nên là mình cố gắng tránh đi nếp nha. Mình cố gắng về nhà đừng ăn. Thì những cái loại khác thì mình bổ sung được, bổ sung ít được, có tinh lượng tinh bột một chút. Rồi thì qua cái vấn đề thứ ba là cái đạm thực vật. Bây giờ cái vấn đề thứ ba là đạm thực vật nè. Một thứ ba, đạm thực vật. Mình ăn rau nó tạo ra cái chất gì đấy. Thì khi mình ăn cháo thì mình ăn rau vô nó lại không có cái chất đấy nữa. Sao? Cái chất mà thầy gọi là ăn rau ấy. Thầy nói là ăn rau đúng không? Nó tạo ra cái chất gì ta? Chất chống oxy hóa. Đúng rồi. Thế khi mà mình ăn cháo lano rồi thì rau ấy mình ăn vô thì nó không có cái chất đấy nữa, nó không nuôi ung thư nữa. Không có. Đây nè, thì giải thích. Đây để thầy giải thích cho cái câu hỏi đó. Bây giờ á, cái cháo á, trong cái cháo nano á, nó diệt cái chất trypsin nè. Đó. Cái chất trypsin nó làm hạn chế, nó làm cho hệ thống tiêu hóa của mình, nó sẽ tạo ra enzyme để nó tiêu hóa cái này, bắt buộc cái cơ thể mình nó sẽ chia diệt ra, nó làm nó tạo ra cái enzyme để tiêu hóa được chất này, thì đồng thời nó làm hạn chế cái hệ miễn dịch xuống. Còn nếu như mà cái chất này nó không có nè, thì lúc đó nó tập trung về hệ miễn dịch. Cơ thể lúc này nó không phải áp lực lên hệ tiêu hóa thì nó tập trung về hệ miễn dịch. Còn cái chất chống oxy hóa nó khống chế lại cái tác dụng phụ của cái tế bào ung thư. Tế bào ung thư nó tạo ra các gốc tự do, thì cái chất chống oxy hóa nó làm cho cái chất gốc tự do nó bị khống chế lại. Thì nó hai nhiệm vụ khác nhau. Cái hệ miễn dịch của mình á, nó sẽ tăng cường, đẩy mạnh lên đó, nó chống mình tốt hơn. Thế là thầy giải thích cái phần đó như vậy ha. Rồi giờ thầy nói về đạm thực vật nè. Cái đạm thực vật nó khác hoàn toàn với đạm động vật nha. Nè, protein con người nè. Con người đạm động vật, đạm thực vật. Cái protein con người á, tại vì cơ thể mình có những cái tế bào nó sống trong cơ thể mình, rồi bắt đầu nó bị chết đi, rồi nó thay thế bằng quá trình phân bào, nó tạo ra tế bào mới. Thì cái quá trình đó nó, cơ thể mình phải cần nạp cái lượng đạm vào, đó, để nó tái tạo lại được cái protein mới cho con người, nó giữ được cái chỉ số khối cơ đó. Thì bây giờ bình thường mình sẽ ăn đạm động vật nè, mình ăn đạm động vật. Tại vì sao? Tại vì cái công thức của đạm động vật đó nó gần giống như cái công thức của mình. Cái protein trong thịt động vật á, cái protein đó nó rất là giống với cái này, cho nên thì cái quá trình đó nó tái tạo lại dễ. Ví dụ như những cái nguyên liệu đó nó gỡ ra, nó tháo ra hết, nó ráp lại cái cấu trúc này rất là nhanh. Cho nên mình ăn chút thịt, chút cá, thịt bò, thịt heo, thịt gà gì đó, mình cảm thấy cái cơ thể mình nó có sức. Mình đi làm, ví dụ như làm hồ đi, dễ thấy nhất, mình lao động nặng ngoài trời, mình ăn thịt, ăn cá vô, mình ăn có tí xíu à, mà cơ thể mình khỏe, đi làm lại tốt, mình không cần phải ăn nhiều. Nhưng cái đạm thực vật này nè, cái công thức đạm thực vật mình cũng là vẫn là đạm đó, tên gọi là đạm đó, nhưng nó khác hoàn toàn cái công thức, nó không có giống nhau, nó khác hoàn toàn với cái này. Cho nên là ăn vào nó không thể tổng hợp ngay cái này. Ví dụ như cái thời gian tổng hợp cái này là 10 ngày đi, 10 ngày, 5 ngày đi, thì nói là 5 ngày cho nó dễ hiểu. 5 ngày bên đây là thực vật mà đạm thực vật, là thời gian nó gấp tới 10 ngày nè. 10 ngày nó sẽ lâu hơn cái thời gian này, cho nên cái quá trình hồi phục thì nó sẽ chậm hơn. Đặc biệt là khi mà mình vào quá chất, xạ trị quá trị, mình ăn cái này nè, nó sẽ không đáp ứng bằng cái này. Bởi vì cái này nó hồi phục nhanh, nó giống công thức này, mà cái giống công thức này giống hơn cả cái này nữa.
thì nó còn đạm con người. Đối với những cái bộ lạc á, đối với những bộ lạc ăn thịt người đó, người ta sử dụng cái này nè, bắt bắt những cái tù binh hoặc là những cái những người lạ mặt á, đi vào lãnh thổ của họ. Nó có nha, chứ không phải không có nha. Ăn thịt người đó, mình giờ hồi xưa mình có những cái bài báo mình nghe những bộ lạc ta ăn thịt người đó, thì cái công thức đạm nè của con người nè, nó ráp lại thành cấu trúc protein con người là nhanh nhất, nhanh hơn cái này nữa. Nhưng mà cái đó là liên quan tới đạo đức, không cho phép cái này xảy ra trong xã hội loài người, bắt buộc mình chuyển xuống mình ăn cái thực phẩm cho phép là ăn đạm động vật. Mà ăn đạm động vật nó ráp lại cái này dễ nè, nhưng cái này nó ráp lâu hơn, nó cần có thời gian nhiều hơn, đòi hỏi mình phải ăn đa dạng. Từ chỗ đa dạng này nó mới xảy ra vấn đề nè, vì mình ăn không có đa dạng nên dẫn đến tình trạng thiếu chất. Thiếu chất đó, ví dụ như có những trường hợp bây giờ mình ngưng ăn đạm động vật rồi đó, mình chuyển qua chế độ ăn chay đi, nhưng mà cái chế độ ăn chay mình không ăn đa dạng cái nguồn đạm thực vật, mình dẫn đến tình trạng thiếu chất, dẫn đến nhiều cái quan niệm cho rằng ăn chay không đủ sức khỏe. Làm chỗ này nè, mấu chốt làm chỗ này nè, mình ăn chay, cái từ ăn chay là từ nôm na hiểu chung thôi, nhưng mà cái nguồn đạm thực vật mình là mình nạp không có đủ. Vấn đề mình đang ăn cái này rồi, ngưng rồi nè, ngưng rồi, nhưng mà đổi qua cái này, nhưng cái chế độ này nè nó không đủ đáp ứng. Ví dụ như mình ăn một hai loại thôi, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ gì đó, hoặc là mình lệ thuộc vào đậu nành hoặc là đậu hũ đi, tối ngày mình ăn cái đó không, nó dẫn đến tình trạng thiếu cái nguồn đạm đa dạng thì đâu có thể ráp lên được cái này. Giống như mình cứ kêu mình muốn xây cái căn nhà mình phải có gạch cát đá sắt gì đó, nhưng mà mình cứ đổ cát đổ cát đổ cát không à, đâu có thể nào xây được ngôi nhà. Cát thì dư mà sắt đá rồi xi măng không có, sao xây được cái này. Bắt buộc mình phải đa dạng những cái loại đạm khác nhau, nó cung cấp cái công thức protein khác nhau, từ cái protein khác nhau đó nó mới ráp lên được cái này. Mà cái đường này là nó bền vững nè, còn đường này không bền vững nè. Cơ thể mình nạp cái này, cơ thể mình phát triển nhanh, đồng thời mình cũng đi xuống nhanh đó. Quá trình lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn so với cái này đó. Cho nên là khi mà mình khỏe như vậy, mình cố gắng mình ăn cái đạm thực vật, nhưng mà mình phải đa dạng. Bệnh nhân về nhà khỏe mạnh rồi, mình nạp cái lượng đạm thực vật vào trong cơ thể để nó đáp ứng được cái nguồn đạm nè, thì mình phải ăn đa dạng, chứ không được lệ thuộc vào một loại thôi. Một loại là không đủ, không đủ để ráp được cái này. Cho nên là cái chế độ ăn của mình là mình phải có, không thể không có. Nhưng nếu mình không đáp ứng đa dạng, mình dẫn đến tình trạng thiếu chất ngay đó. Cho nên là đi gặp bác sĩ nói ăn chay phải không? Rồi thiếu chất. Đa số là vậy đó. Thiếu chất là tại sao? Tại mình đâu có ăn đủ đâu. Mà đôi khi mình đi làm mà thời gian đâu mà chế biến dễ như ăn làm sao cho thiệt nhanh, thiệt lẹ, tiện lợi là mình ăn để có sức khỏe để mình đi làm. Nhưng bây giờ mình quan trọng cái nằm ở chỗ cái sức khỏe đó. Mình không quan trọng là mình ăn cho nhanh nữa. Nhưng bây giờ mình phải tăng cái chất lượng chế độ ăn của mình lên. Nay ăn đậu này đậu kia, rồi mai đổi lại cái khác. Đó, mình đổi qua đổi lại nấm đậu hạt gì đó, nhiều loại lên, đa dạng hơn đó. Thì cơ thể mình là nó sẽ đầy đủ chất đó, đủ chất thì cơ thể mình nó không thiếu, mà không thiếu thì nó sẽ cân bằng cơ thể trong thời gian dài. Bây giờ thầy nói thêm hai mục này nữa đi, rồi mình về mình nghỉ ngơi. Tại nó cũng hơi dài thiệt, nhưng mà nói cho hết ý để lần sau mình qua cái khác nữa. Bây giờ cái thực phẩm bổ sung nha, cái mục số 4 nè, thực phẩm bổ sung. Cái thực phẩm bổ sung này thì ít thôi. Thực phẩm bổ sung ví dụ như gừng, ghiền, củ ghiền á, xả, ngại,
rau gia vị, vân vân vân, hồi quế hương gì đó đại khái vậy. Những cái loại này nó có những cái công dụng nhất định, nó không phải là nằm trong cái mục rau xanh, đạm thực vật hoặc là tinh bột nhiều như vậy, mà nó chỉ sử dụng một lượng ít thôi. Ví dụ như cái gừng hoặc kiềng, nó có cái tỏi. Nó không phải là cây tỏi mang hạt giống, nhưng bản thân của nó đó, nó có một cái công năng khác trong vấn đề chữa bệnh. Đó là nó làm cho cái cơ thể mình, ví dụ như những người huyết áp thấp hoặc là khó tiêu, mình phải bổ sung hai cái này. Rồi cái cơ thể mình bị viêm đi, cái cơ thể mình bị trong tình trạng viêm hoặc là bị loét dạ dày hoặc là bị viêm phổi, viêm phế quản gì đó, phải sử dụng thêm nghệ buổi sáng. Hoặc là mình đang sử dụng cái thuốc tây, cái thuốc tây đó nó làm ảnh hưởng tới hệ thống dạ dày của mình, rối loạn tiêu hóa đó, hoặc là nó bị loét dạ dày đó, thì mình tăng cường cái này vô đó. Thì những cái mục tiêu của những cái loại này nó để cân bằng lại cái sức khỏe của mình khi mình bị rối loạn phải có. Cho nên là những cái loại này do thầy Quý hoặc thầy Tiến sẽ theo dõi mình rồi chỉ định thêm cho mình. Cô ơi, chú ơi, bác ơi, ông ơi, ông bà ơi, ăn giùm con cái này đó. Nạp vô cái này giùm con trong chế độ ăn đó, để mình bổ sung được cái này là mình cân bằng. Cái cuối cùng là cái mục ít nhất là đường và muối. Đường muối nè, cái lượng đường và lượng muối, đường mình sử dụng là đường nào được? Đường đầu tiên là đường phèn, đường thốt nốt, đường đen và đường mật hoa dừa, đó là đường. Trên nguyên tắc thì cái loại đường đó nó cũng tương đương như cái loại đường mía của mình, nhưng mà nó an toàn hơn cái loại đường mía của mình. Đường trắng á, đường tinh luyện á, nó sẽ tốt hơn. Thì mình nên sử dụng những cái loại đường tự nhiên đó thay thế cho những cái loại đường đường kia. Mà mình bệnh tiểu đường á, mình giảm cái lượng đường đó lại một chút. Hoặc là cái sức khỏe của mình á, mình trong quá trình chống bệnh ung thư á, thì cái lượng đường nó sẽ dẫn đến tình trạng cái oxy hóa nhiều hơn. Cho nên là cái lượng đường nó phải có, với điều kiện là mình cái sức khỏe mình, ví dụ như cái huyết áp mình bị tụt xuống á, dưới 100 á, thì mình nâng cái lượng đường nó nhẹ lên chút để mình đáp ứng lại. Bên cạnh đó sử dụng đường, đường đơn trong trái cây nè, trái cây nó có lượng đường đơn, nó thay thế vào. Còn muối, muối thì sao? Muối thì sử dụng cho thầy muối, mình bỏ muối bọt nha. Muối bọt và muối hộp đó, muối bọt, muối hộp, nó khác nhau chỗ này nè. Cái công thức của nó là natri clorua, natri clorua, hai cái này đều có nha. Cái muối bọt nó cũng có natri clorua, còn muối hộp nó cũng có, nhưng mà cái thành phần của cái muối bọt nó tới 99% lận, còn cái này nó có 16% thôi. 16% cái muối bọt nè, nó có tới 99% cái lượng natri trong đó. Thì cái này nè, nó rất dễ làm mình bị bệnh cao huyết áp. Cái người bệnh cao huyết áp á, nên bởi vì bác sĩ nó dặn hoài à, giảm ăn mặn lại, hạn chế muối lại, thì đây nè, nó có tới 99% nè, nó sẽ đẩy cái lượng natri clorua lên cao. Nhưng mà trong muối hộp á, nó cái lượng natri clorua nó có 16% thôi, bên cạnh đó nó còn cái khoáng, các cái khoáng cân bằng đó. Mình sử dụng cái muối hộp á thay thế cho muối bọt nè, vì cái lượng natri clorua nó có 16% thôi, nó cơ thể nó hấp thu được, nó ổn định hơn, và bên cạnh đó nó có cái khoáng cân bằng, khoáng cân bằng đó. Cho nên là mình bắt buộc mình phải sử dụng cái loại này, chứ không có sử dụng cái loại trên. Còn cái nếm gia vị thì mình sử dụng cái loại hạt nêm nấm hương á, thay thế cho hạt nêm xương ống. Và không sử dụng dầu hào nha, dầu hào là cái đó là đạm động vật ạ. Rồi bây giờ cái phần trình bày năm cái cơ bản về cái tháp dinh dưỡng cho mình tới đây là hoàn thành. Bây giờ thì bệnh nhân cứ đặt câu hỏi đi, ai có thắc mắc gì mọi người cứ đặt câu hỏi ha.
Rồi những cái buổi kế tiếp á, các thầy sẽ đi sâu vào, giống như nãy bác có hỏi á, là hỏi mình dựa vào đâu để mình áp dụng cái này, thì cái đó phải có một cái bài nói chuyện như vậy nữa để hướng dẫn cụ thể hơn. Ví dụ như dựa vào cái xét nghiệm máu, ở đây các thầy có cho mình đi làm xét nghiệm máu nè, cái hồ sơ đầu vào nè, cái hồ sơ đầu vào, trong hồ sơ đầu vào nó có cái giấy ra viện, cái giấy sinh thiết, cái giấy xét nghiệm máu, siêu âm, X quang, CT gì đó, càng đa dạng càng tốt, để chi? Ấy xin lỗi, càng đầy đủ càng tốt, để các thầy dựa vào đó, dựa vào cái đầu vào đó, các thầy điều chỉnh cái chế độ ăn của mình, dựa vào đó, như bác hỏi đó, phải dựa vào đó. Rồi trong thời gian các thầy ở đây, các thầy giúp cho bệnh nhân đó, là 60 ngày, cái chương trình nha, 60 ngày là các thầy sẽ cho đi kiểm tra một lần. Cái mục tiêu kiểm tra, ví dụ như làm xét nghiệm máu đi, xét nghiệm máu nè, X quang, siêu âm, là CT nè, để làm chi? Để cái mục tiêu không phải là cho mình ra phòng khám này đạt hiệu quả cao đâu, không phải mục tiêu cho mình ra viện, ra phòng khám càng nhiều càng tốt. Cái mục tiêu đó không phải là mục tiêu các thầy. Mục tiêu các thầy là dùng những cái kết quả đó đó, để đưa mình vô đây nè, dựa vào kết quả đó để mình điều chỉnh cái năm cái này nè. Ăn cháo là mình ăn rồi, công thức nó có sẵn rồi, ai ăn cũng có công thức giống tương tự như nhau, cái lượng cháo nhiều ít cho tùy bệnh nhân đó. Nhưng mà mục tiêu của các thầy trong 60 ngày nè là để giúp cho mình đưa cái kiểm tra cái xét nghiệm máu đó, căn cứ vào đó đó và những cái kết quả khác để các thầy chỉ cho mình cái này nè. Rồi cái thời gian còn lại là 90 ngày, có nghĩa là 60 ngày là 2 tháng, rồi thêm 1 tháng nữa là tổng cộng là 90 ngày là hoàn thành cái chế độ, cái chương trình hỗ trợ điều trị đây, rồi sau đó mình về nhà. Có những trường hợp 60 ngày mà cái sức khỏe tốt đến mức là cái chế độ ăn này nè là mình tự giữ được rồi đó, thì các thầy cũng có thể cho ra sớm hơn, ra sớm hơn với điều kiện là mình đã nắm được cái này nha. Còn chưa nắm được cái này thì bắt buộc ở đây. Mà có những bệnh nhân dài hơn nữa, 120 ngày, 150 ngày, 5-6 tháng vẫn còn ở đây. Lý do là cái bệnh mình nó còn diễn ra phức tạp, và cái thứ hai là mình chưa có đảm bảo được cái này, thì các thầy cho mình thời gian lâu hơn. Ở đây các thầy không phải mục tiêu là đưa ra mình ra khỏi phòng khám này càng nhiều càng tốt, mà là làm sao để cho mình tới đây rồi mình được các thầy hỗ trợ giúp đỡ cho mình trong thời gian đây, thì cũng phải có được cái kiến thức để mình về nhà mình tự tin. Tại vì ví dụ như ở đây đi, mình đạt hiệu quả cao đi, kiểm tra ra ngày hôm nay đầu vô là vậy, đầu ra là 60 ngày, 90 ngày tốt đó, các thầy mừng, các thầy cho mình về, rồi sau đó dặn đừng ăn đạm động vật nha, ăn cháo nha, nhớ ăn cháo, nhớ giữ phát đồ nha. Bệnh nhân về làm đúng đó đó, nhưng mà những cái này đâu biết đâu làm, ăn uống cái này đâu biết đâu đưa vô, thì vài tháng sau cái sức khỏe nó đi xuống, nó không giống như khi thời điểm mình ở đây, thì cái đó là nó không được. Cho nên mục tiêu các thầy không phải là hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ở đây là hết trách nhiệm, mà trách nhiệm của các thầy nằm chỗ này nè, làm sao cho mỗi bệnh nhân và người nuôi khi ra về nắm được cái này, tự mình điều chỉnh đó. Mỗi một bệnh nhân đều có hồ sơ đầu vào và 60 ngày đi kiểm tra, thì cái hồ sơ đó do mình giữ, cái hồ sơ gốc á, mình theo dõi cái đó để làm chi? Để về khi về nhà đó, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng gì đó, mình cũng dựa trên cái đó để đi kiểm tra lại coi nó có điều chỉnh, có thay đổi gì không. Dựa trên cái đó mình điều chỉnh chế độ ăn lại, dựa trên thực dưỡng đó, thì mình mới khống chế được, kiểm soát tốt được cái bệnh lý của mình. Bản thân bệnh nhân là người kiểm soát cái sức khỏe của mình, có cái sự hỗ trợ của người nhà, chứ đừng đặt cái trọng trách đó lên thầy thuốc, lên các bác sĩ, bởi vì họ làm cho mình trong một thời điểm nào đó thôi, còn phần còn lại vẫn là mình là người chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Chứ đừng có nghĩ là, đừng có tìm cái thuốc nào là thuốc chữa ung thư hiệu quả, ví dụ như tới nơi đó nghe ông thầy đó là có một cái bài thuốc đó hay, mình uống cái thuốc đó mình nghĩ là hết bệnh ung thư thời điểm đó hay gì đó. Mình đừng có tìm cái giải pháp đó là không bền vững,
nó có sẽ có hiệu quả trong thời gian đó thôi. Ví dụ mình uống cái loại thuốc đó vô cơ thể mình đáp ứng là tại sao? Tại vì có chất chống oxy hóa, nãy thầy nói đó, rau xanh trái cây và thảo dược nó có chất chống oxy hóa, nó khống chế được bệnh lý ngay thời điểm đó đó. Nhưng mà về lâu về dài cái bệnh lý này nó sát sinh ra những cái vấn đề mà mình cần phải điều chỉnh cái này, thì mình phải nắm để mình điều chỉnh, chứ lúc đó ai giúp mình? Đi về nhà rồi thì sức khỏe mình biết, người khác đâu biết, thầy thuốc thì giúp mình một giai đoạn, ví dụ ở đây đi các thầy giúp mình thời điểm này biết để điều chỉnh, nhưng khi về nhà rồi nhiều khi điện thoại các thầy thì các thầy chỉ hướng dẫn hỗ trợ phần nào đó thôi, nhưng mà bản thân mình các thầy vẫn muốn cho mình tự mình đứng nè, đứng vào đôi chân của mình nè, thầy có thể giúp cho mình bằng cái kiến thức này, bằng cái phao đó đó, mình ôm cái phao đó để mình bơi, chứ không phải là các thầy cứ quăng một cái phao xuống rồi mình không bơi nó đâu được. Cho nên là phải nắm vô đây, mục tiêu là vậy đó. Thì cha hướng dẫn các thầy sao, dạy dỗ thầy sao, thì các thầy áp dụng lại điều đó, để đó là một cái cách trả ơn cho cha đó. Cha cho không các thầy những cái kiến thức đó, các thầy cũng đem điều đó ra hướng dẫn lại, chia sẻ lại cho bệnh nhân để bệnh nhân nắm, thì đó là cách các thầy trả ơn cho cha. Và mình có cảm ơn thì cảm ơn cha, chứ không phải cảm ơn các thầy, mang ơn cha đó. Rồi cho nên là hiểu khúc này ha. Nhưng mà để cái lần kế á, cái buổi kế tiếp á, thầy sẽ nói về cái phần này nè, cái phần cái bản xét nghiệm máu rồi siêu âm X quang gì đó. Thì lúc đó đó, mỗi một bệnh nhân á, ví dụ như cần thầy giải thích cái gì đó thì thầy giải thích chung, rồi cái xét nghiệm máu này, xét nghiệm máu kết quả này mình cần áp dụng vô cái bản này như thế nào đó. Nhưng mà trước tiên thầy muốn hôm nay nè, mục tiêu của mình nắm được 5 cái yếu tố này, nắm được nha, rồi khi đó về nhà mình sẽ những cái điệp được buổi kế tiếp á, sẽ xem trên cái kết quả của mình đang có đó, cái hồ sơ đầu vào nè và hồ sơ giữa nè, coi sức khỏe của mình như thế nào, ví dụ như tim mạch ra sao, lượng máu đầy đủ hay không, coi cái bảng công thức máu đó đủ máu hay không, thận tốt không, gan tốt không, rồi tuyến tiền liệt, rồi những cái ổ bụng, rồi những cái thứ đó mình coi mình đang bị mắc cái gì và mình đang tốt cái gì. Ví dụ những cái cơ quan chức năng cơ thể đang tốt, mình tận dụng cái đó để mình áp dụng cái pháp đồ này để đẩy mạnh cái thế mạnh của mình lên. Ví dụ như mình đang tiêu hóa tốt thì mình phải ăn nhiều hơn cái loại đó để nó khống chế được cái bệnh lý. Còn ví dụ như cái chức năng thở với phổi của mình hít thở tốt thì lúc đó mình tập trung vào cái phần mà hít thở, tập dưỡng sinh hoặc là ngồi thiền gì đó để chi, để hấp thu cái oxy tốt hơn. Thì mình coi cho mình tốt cái gì, tốt mặt nào, còn cái mặt nào là điểm yếu của mình. Ví dụ như mình bị ứ nước thận thì cái chế độ ăn của mình làm sao để khống chế được cái lượng nước thận nó không có bị ứ, nó giảm lượng nước thận xuống. Đó là cái mục tiêu của những cái buổi kế tiếp đó. Các thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho mình.